Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 24. Thứ ăn hại. Cho dù có ai bảo anh rằng Hoàng Chính bị ngu, anh cũng tin. Tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng thế thì sao chứ? Cậu biết đây là ai không? Ông ấy là Đông Tà, một trong ba cao thủ mạnh nhất nhà họ Hoàng. Bình thường ông ấy luôn bảo vệ ông nội tôi, nhưng giờ ông ấy lại tới Giang Hải với tôi. Cậu biết chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Tôi có thể thay mặt gia tộc làm bất cứ chuyện gì ở bên ngoài. Bao gồm cả giết cậu. Giờ hãy nói cho tôi biết lựa chọn của cậu đi. Hoàng Chính khoanh tay, vô cùng hống hách, như thể ông ta chính là chúa tể ở nhà họ Hoàng. Chắc ông cũng biết tại sao Hoàng Trung phải quỳ xuống xin tha nhỉ. Ông định dẫm lên vết xe đổ đó à? Dương Thanh bỗng bật cười, nhưng giọng anh lạnh thấu xương, như xương giá rơi xuống từ 9 tầng trời. Bóng Đông Tà nhoáng lên, gần như lập tức chắn trước mặt Hoàng Chính, khuôn mặt gầy gò già nua bỗng trở nên nghiêm nghị. Cao thủ như Đông Tà rất nhạy cảm với nguy hiểm. Tuy Dương Thanh đã che giấu sát khí rất kỹ nhưng đối phương vẫn cảm nhận được, điều đó cho thấy lão già gầy quắt queo này không đơn giản chút nào. Dương Thanh cũng đã nắm bắt được một thông tin quan trọng từ lời Hoàng Chính nói. Đông Tà là một trong ba cao thủ mạnh nhất nhà họ Hoàng, tức là thực lực của những cao thủ hàng đầu thuộc 8 gia tộc lớn ở Yến Đô cũng ngang ngửa lão ta. Mấy năm trước, Dương Thanh vẫn đang chiến đấu ở biên giới phía Bắc, tuy anh đã đấu với rất nhiều cao thủ mạnh mẽ, nhưng cũng không biết rốt cuộc những cao thủ hàng đầu ở ngoài kia sẽ mạnh đến mức nào. Tuy không biết rõ nhưng anh tự tin rằng trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, không ai là đối thủ của anh hết. Ngay cả lão già trước mặt cũng vậy. Cậu đang đe dọa tôi à? Hoàng Chính lập tức biến sắc, nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt âm u. Dương Thanh hơi híp mắt, không hề khách khí, để tôi nói một câu khó nghe nhé, so với Hoàng Trung, ông đúng là thứ ăn hại. Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu, tại sao nhà họ Hoàng lại chọn một kẻ ăn hại như ông làm người thừa kế gia tộc. Chẳng lẽ ở nhà họ Hoàng không còn ai nên hồn à? Dương Thanh cũng không cố tình châm chọc nhà họ Hoàng. Đây đúng là mối nghi ngờ trong lòng anh. Tuy anh mới gặp Hoàng Chính lần đầu tiên nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lực của ông ta kém xa Hoàng Trung. Trừ khi nhà họ Hoàng đã hết người, bằng không, anh thực sự không hiểu nổi, tại sao nhà họ Hoàng lại để ông ta trở thành người thừa kế chứ? Cậu chán sống rồi. Hoàng Chính thẹn quá hóa giận, trên mặt tràn ngập vẻ tức tối. Tuy Dương Thanh không mấy quan tâm đến kẻ ngu này nhưng vẫn rất khó hiểu. Cho dù nhà họ Hoàng hết người thật thì cũng không đến nỗi phải cho Hoàng Chính làm người thừa kế đúng không? Hơn nữa, ngay cả cao thủ thuộc top 3 gia tộc cũng được cử đi bảo vệ ông ta. Hai chuyện này đủ để cho thấy Hoàng Chính không đến nỗi ngu thật. Chẳng lẽ anh nhìn nhầm rồi à? Hoàng Chính là nhân tài chứ không phải đồ ăn hại ư? Hay ông ta vô cùng quan trọng với nhà họ Hoàng thế? Chán ngắt! Dương Thanh không nghĩ ra nguyên nhân. Bèn lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ rồi quay người định rời đi. Đứng lại! Anh vừa đi được mấy bước, tiếng quát giận dữ của Hoàng Chính đã vang lên, tôi cho cậu hai con đường, cậu vẫn chưa trả lời cậu chọn cái nào đâu đấy. Dương Thanh ngừng chân, nhìn Hoàng Chính với vẻ mặt kỳ lạ, ông muốn tôi chọn thật à? Nói thừa, tôi tới tận đây để tìm cậu, chẳng lẽ vì muốn tán gẫu thôi chắc? Hoàng Chính tức giận nói. Nếu ông bắt tôi phải chọn thì tôi chọn cái thứ hai. Cứ khiến tôi phải trả giá đắt đi. Dương Thanh nói rồi quay người đi thẳng. Hoàng Chính đờ đẫn đứng trong gió. Một lúc lâu sau ông ta mới hoàn hồn, tức giận nói, Dương Thanh, cậu đứng đó cho tôi. Đứng lại, Dương Thanh kệ xác ông ta, đi xa dần. Đông Tà, ông ngăn nó lại cho tôi. Chẳng lẽ nó không biết hậu quả của lựa chọn này đáng sợ tới mức nào hả? Hoàng Chính nói với Đông Tà đứng cạnh mình. Đông Tà lạnh lùng nói, tôi chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ cậu. Lão ta nói rồi quay người rời đi. Hoàng Chính sắp tức điên, nhìn về phía dinh thự Vân Phong với vẻ tức tối, nhãi danh, nếu mày đã chọn trả giá đắt thì tao đành giúp mày vậy. Buổi đấu giá. Khi Dương Thanh quay về dinh thự Vân Phong, Tần Thanh Tâm vẫn chưa thay giày, đang lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách của biệt thự. Thấy Dương Thanh đã về nhà, cô mới bớt lo. Chồng ơi! Anh không sao chứ? Tần Thanh Tâm vội ra đón. Dương Thanh mỉm cười, lắc đầu, anh có thể làm sao được? Biết Tần Thanh Tâm đang lo lắng, Dương Thanh mỉm cười giang tay ra rồi quay một vòng, ý bảo mình không sao. Lúc này Tần Thanh Tâm mới yên tâm.
Một đêm yên bình trôi qua, rạng sáng hôm sau, Dương Thanh đưa Tiêu Tiêu và Tần Thanh Tâm đi rồi mới tới tập đoàn Nhãn Thanh. Nhờ có hội võ nên tin Dương Thanh trở thành người đứng đầu của hai tỉnh đã sớm lan khắp Giang Bình và Nam Dương rồi. Rất nhiều doanh nghiệp gia tộc nghe danh mà đến, muốn hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh. Tần Y là tổng giám đốc tập đoàn Nhãn Thanh nên cũng bận tối tăm mặt mũi, sớm ra đã tới công ty rồi. Chủ tịch, trong hai ngày qua, số người muốn hợp tác với công ty đã tăng vọt, nếu cứ theo đà này, cuối năm nay, thành tích của chi nhánh Giang Hải sẽ chiếm 20% trên tổng số của tập đoàn. Tần Y bước vào văn phòng của Dương Thanh, nghiêm túc nói, nhưng vì đặc thù khu vực nên chi nhánh Giang Hải không thể đồng ý hợp tác hết được. Dương Thanh hiểu ý Tần Y, nói đúng ra, bây giờ quy mô của chi nhánh Giang Hải vẫn quá nhỏ, không thể hợp tác với tất cả các doanh nghiệp. Ví dụ, mỗi ngày một xưởng may chỉ sản xuất được tối đa 10.000 bộ quần áo, nhưng nếu hợp tác với tất cả các doanh nghiệp thì số lượng mà đối phương yêu cầu sẽ hơn con số đó rất nhiều. Đây vốn là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng nếu bỏ qua những lời mời hợp tác này thì lại hơi tiếc. Chắc em có cách rồi nhỉ? Dương Thanh hỏi. Tần Y gật đầu, trầm giọng nói, anh rể, em biết bây giờ anh đang gặp khó khăn, tuy anh là chủ tịch của tập đoàn Nhãn Thanh nhưng thật ra, một số người trong gia tộc Vũ Văn cũng có cổ phần của tập đoàn. Nếu anh muốn nắm giữ cả tập đoàn Nhãn Thanh thì phải dùng những chiêu khác thường, bằng không sẽ rất khó khăn. Đợt hợp tác này là cơ hội của chúng ta, sao chúng ta không sáng lập thêm một công ty rồi phát triển nó lớn mạnh hơn nhân dịp có nhiều lời mời hợp tác thế này? Em nghĩ anh hoàn toàn có thể tạo ra tập đoàn Nhãn Thanh thứ hai trong quá trình chậm rãi nắm giữ tập đoàn Nhãn Thanh. Sau khi Tần Y nói xong, Dương Thanh lắc đầu, chắc chắn anh sẽ nắm giữ được tập đoàn Nhãn Thanh, nhưng anh không hứng thú với chuyện tạo ra tập đoàn Nhãn Thanh thứ hai cho lắm. Nếu tập đoàn Nhãn Thanh không phải thứ duy nhất mà mẹ anh để lại, Dương Thanh quan tâm tới sống chết của một doanh nghiệp làm gì? Chí hướng của anh vốn không ở đây. Quyền lực và tài sản của anh bây giờ đã là những con số khiến người ta phải nhìn chân chối. Nếu anh muốn dùng thủ đoạn thật, tập đoàn Nhãn Thanh đã về tay anh từ lâu rồi. Nhưng anh muốn một tập đoàn Nhãn Thanh sạch sẽ, không có bất kỳ vết nhơ nào. Anh sẽ bắt gia tộc Vũ Văn liếm sạch những vết nhơ mà họ đã gây nên. Nhưng, Tần Y chưa nói hết câu thì đã bị Dương Thanh ngắt lời, em đừng nghĩ đến ân oán giữa anh và gia tộc Vũ Văn nữa, cứ giải quyết công việc như bình thường. Nên làm thế nào thì làm thế ấy thôi. Em chỉ cần nhớ, cuối cùng tập đoàn Nhãn Thanh vẫn sẽ về tay anh. Nghe thấy thế, Tần Y sững sờ một lúc lâu rồi mới sực hiểu. Cô ta rất tin tưởng Dương Thanh, tập đoàn Nhãn Thanh vốn là của anh, ai có thể cướp nó đi chứ? Anh rể, em biết mình phải làm thế nào rồi. Tần Y mỉm cười. Nếu biết rồi thì em đi làm việc đi. Dương Thanh cười nói. Tần Y ra tới cửa. Bỗng nhớ đến chuyện gì đó, bèn dừng chân rồi nói, anh rể, 10 giờ sáng nay, một buổi đấu giá sẽ diễn ra ở tòa nhà Long Đằng, họ có giao bán một miếng đất nằm cạnh trang viên Hoa Hồng đấy. Trang viên Hoa Hồng là khu biệt thự cao cấp nhất Giang Hải, là sản nghiệp của tập đoàn Nhãn Thanh. Hồi trước, Dương Thanh đã định mua hết mấy miếng đất quanh trang viên Hoa Hồng, nhưng lại bị người ta từ chối với lý do sắp xây quảng trường. Không ngờ bây giờ miếng đất đó lại được đưa ra đấu giá. Bây giờ phần lớn người quyền thế ở Giang Hải đã chuyển đến trang viên Hoa Hồng, giá trị của miếng đất đó cũng tăng theo. Chúng ta phải lấy được miếng đất đó. Dương Thanh nói, muốn xây nghĩa trang công cộng. Chắc em phải xử lý vụ hợp tác đã, anh có thời gian đi tham gia đấu giá không? Tần Y hỏi. Có câu nói hồi nãy của Dương Thanh, Tần Y chỉ muốn nhanh chóng chốt hết các lời mời hợp tác. Tuy chi nhánh Giang Hải không thể ôm nhiều vụ hợp tác như thế nhưng có thể đẩy cho trụ sở chính mà. Nếu tập đoàn Nhãn Thanh đã là của Dương Thanh, sao cô ta phải từ chối hợp tác chứ? Dương Thanh gật nhẹ đầu, được rồi, thế để anh đến buổi đấu giá cho. Tần Y đưa thư mời cho Dương Thanh, thời gian bắt đầu buổi đấu giá là 10 giờ sáng nay, địa điểm là tòa nhà Long Đằng. Giờ đã 9 giờ 20, chỉ còn 40 phút nữa là buổi đấu giá sẽ bắt đầu. 9 giờ 50, Dương Thanh lái xe đến tòa nhà Long Đằng. Vừa xuống xe, anh đã trông thấy hai bóng dáng quen thuộc cũng vừa bước xuống xe. Đó chính là Hoàng Chính vừa đe dọa Dương Thanh tối qua, muốn khiến anh trả giá đắt, còn có lão già gầy quắt queo Đông Tà. Nhãi danh, lại là cậu à? Hoàng Chính hơi ngạc nhiên khi thấy Dương Thanh.
Ánh mắt ông ta nhanh chóng trở nên u ám, ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, cậu cũng nhắm đến miếng đất bên kia sông kia hả? Dương Thanh nhíu mày, ý Hoàng chính là ông ta cũng tới vì miếng đất đó ư? Cái tên miếng đất bên kia sông được đặt theo sông Lão Long, trang viên hoa hồng nằm ở một bên sông, còn bên kia là miếng đất sắp được bán đấu giá. Hoàng chính vốn là người nhà họ Hoàng ở Yến Đô, ông ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ ông ta cũng tới vì miếng đất này ư? Nhìn phản ứng của cậu là biết ngay cậu cũng nhắm đến miếng đất đó, nhưng không khéo rồi, tôi sẽ giành lấy nó bằng được. Hoàng chính nói chắc như đinh đóng cột, nét mặt trông rất dữ dằn, tôi biết trang viên hoa hồng là sản nghiệp của cậu. Nghe nói giá nhà ở trang viên hoa hồng đã tăng gấp mấy lần rồi nhỉ? Cậu nói xem, nếu tôi xây một nghĩa trang công cộng ở phía đối diện trang viên hoa hồng thì giá nhà còn tăng nữa không thế? Hoàng chính đắc ý cười hả hê. Nghe thấy thế, sắc mặt Dương Thanh chợt cứng đờ. Anh bỗng hiểu tại sao Hoàng chính cũng muốn giành được miếng đất này. Nếu ông ta làm đúng như những gì mình đã nói, xây nghĩa trang công cộng sau khi đạt được miếng đất này, trang viên hoa hồng sẽ trở thành trò cười ngay. Giá nhà giảm mạnh chỉ là chuyện nhỏ, nếu các gia đình đã mua nhà đồng loạt trả nhà thì mới là vấn đề lớn. Tuy Dương Thanh không thiếu tiền nhưng trang viên hoa hồng là bất động sản của tập đoàn Nhạn Thanh, Hoàng chính muốn phá hủy trang viên hoa hồng, tức là muốn phá hủy tập đoàn Nhạn Thanh rồi. Đến giờ phút này, Dương Thanh mới hiểu tại sao nhà họ Hoàng lại giao vị trí người thừa kế cho Hoàng chính. Chẳng những ông ta không ngu mà còn rất giỏi làm ăn. Ông muốn khiêu khích tôi thật à? Dương Thanh híp mắt. Lần này anh tức giận thật rồi. Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu là điểm chí mạng của anh. Tập đoàn Nhạn Thanh là thứ duy nhất mà mẹ anh để lại, cũng là điểm chí mạng của anh nốt. Ha ha, cậu đang tức giận à? Tức giận thì sao chứ? Tôi vẫn sẽ giành được miếng đất này rồi xây nghĩa trang công cộng lớn nhất Giang Hải thôi, ha ha. Địa thế ở sông Lão Long đẹp như thế, phải xây nghĩa trang công cộng mới phù hợp. Hoàng chính phá lên cười, đúng là quá sức ngông nghênh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Thanh không nói gì nhưng ánh mắt lại lạnh buốt, anh không sợ thua Hoàng chính trong buổi đấu giá, nhưng ông ta đang khiêu khích anh, động vào giới hạn của anh. Quát à, cậu biết không, nhà họ Hoàng không bao giờ thiếu tiền, tuy cậu là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh nhưng có thể điều động bao nhiêu tài chính chứ? Cậu biết tôi đã chuẩn bị bao nhiêu tiền cho buổi đấu giá này không? 1 tỷ, tôi chuẩn bị 1 tỷ cho miếng đất được bán với giá 100 triệu, cậu lấy gì để tranh với tôi chứ? Tôi đã điều tra rồi, tài chính lưu động của tập đoàn Nhạn Thanh chỉ được 1 tỷ là cùng, nhưng cậu cũng không thể điều động hết số tiền này chỉ trong một lần duy nhất. Cậu nói đi, cậu lấy gì để tranh với tôi hả? Hoàng chính cười lớn. Dương Thanh cười lạnh, ông nghĩ tôi chỉ có thể lấy tiền từ tập đoàn Nhạn Thanh thôi ư? Cậu có ý gì? Hoàng chính ngưng cười, bỗng có linh cảm xấu. Lát nữa ông sẽ biết. Dương Thanh cười nhạt rồi bước vào tòa nhà Long Đằng. Bất mãn và bất công. Sự xuất hiện của Dương Thanh lập tức khiến buổi đấu giá nhốn nháo hẳn lên. Nếu đã có tư cách tham dự buổi đấu giá đất hôm nay, làm gì có ai không phải nhà giàu quyền thế chứ? Màn thể hiện của Dương Thanh trên sàn đấu ở hội võ hôm đó đã nổi tiếng từ lâu rồi, sao đám con cháu nhà giàu này lại không biết anh cho được? Không ngờ cậu Thanh cũng tới buổi đấu giá hôm nay. Đúng thế, tôi còn định tham gia đấu giá, giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Ai dám tranh với cậu Thanh chứ, chẳng phải là chán sống ư? Xung quanh xôn xao, những người đang nhắm đến miếng đất đối diện trang viên hoa hồng đều có vẻ thất vọng. Ngay sau đó, Hoàng Chính và Đông Tà cũng lần lượt tiến vào phòng đấu giá. Hoàng Chính nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt âm u. Ông ta vừa được lên làm người thừa kế của nhà họ Hoàng, việc giành lấy quyền quản lý Giang Bình và Nam Dương rất quan trọng với ông ta. Nhưng ông ta không ngờ Dương Thanh lại khó nhằn đến thế. Vì có chuyện Hoàng Trung chịu nhục trước đó nên nhà họ Hoàng đã cử một trong 3 cao thủ mạnh nhất gia tộc đi theo bảo vệ ông ta, chỉ sợ chuyện như thế lại xảy ra thêm lần nữa. Nhưng Dương Thanh không hề e ngại Đông Tà, còn khiến Đông Tà cảm thấy áp lực. Chào anh Thanh ạ. Dương Thanh vừa ngồi xuống, hương thơm bỗng ập tới, sau đó một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Dương Thanh ngẩng đầu lên, trông thấy một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Hôm qua anh vừa gặp cô gái này xong. Cô ta đến từ nhà họ Diệp ở Yến Đô, là chị họ Tần Thanh Tâm. Cô gái đó là ai thế? Đẹp thật.
Anh nhìn vệ sĩ đằng sau cô ta kìa, vừa nhìn đã biết vệ sĩ đó không đơn giản. Được cao thủ như thế bảo vệ, chắc chắn cô gái này có địa vị rất cao. Hình như ở Giang Hải không có cô gái nào xinh đẹp như thế nhỉ. Chẳng lẽ anh quên mất vợ cậu Thanh ư? Cô ấy là tổng giám đốc đẹp nhất Giang Hải, cũng chẳng kém gì cô gái này. Cho dù ở đâu, gái xinh cũng khiến người ta chú ý nhất. Diệp Tiêu Điệp vừa xuất hiện, gần như đã thu hút hết ánh mắt của mọi người trong phòng đấu giá. Ngay cả mấy cô gái cũng cảm thấy tự ti. Dương Thanh bình thản nhìn Diệp Tiêu Điệp, tôi không thích người nhà họ Diệp. Câu nói này khiến bàn tay nhỏ nhắn đã vươn ra của Diệp Tiêu Điệp cứng đờ giữa không trung. Vì Diệp Mạn nên Dương Thanh chẳng có thiện cảm với ai trong nhà họ Diệp cả. Tuy rõ ràng cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt anh bất hòa với Diệp Mạn, nhưng cô ta vẫn là người nhà họ Diệp nên Dương Thanh không ưa. Diệp Tiêu Điệp không hề thấy ngại, mỉm cười rụt tay về rồi ngồi xuống cạnh Dương Thanh, anh Thanh, xem ra anh đã hiểu nhầm nhà họ Diệp rồi. Dương Thanh ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm về phía trước, lạnh nhạt nói, không tính là hiểu nhầm, chỉ không thích mà thôi. Diệp Tiêu Điệp lắc đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào sườn mặt Dương Thanh, anh Thanh, anh không nên chút sự bất mãn với Diệp Mạn lên nhà họ Diệp, thế này bất công với chúng em lắm. Rốt cuộc Dương Thanh cũng nhìn về phía Diệp Tiêu Điệp, nhưng ánh mắt anh rất kỳ lạ. Chỉ khi thực lực của hai bên cách xa nhau thì mới có sự bất mãn và bất công. Hay nói cách khác, ý Diệp Tiêu Điệp là thực lực của nhà họ Diệp khổng lồ đã thua xa Dương Thanh rồi. Cô ta không muốn anh thù hằn nhà họ Diệp vì Diệp Mạn. Không giấu gì anh, lần này tới Giang Hải, chủ gia tộc họ Diệp cũng chính là ông nội em đã cố ý dặn cô em là cho dù thế nào thì cũng không được trở mặt với người đứng đầu Giang Bình. Nhưng cô em lại đắc tội anh vì lợi ích cá nhân. Tính ra thì chỉ mình Diệp Mạn đắc tội anh, vì nhà họ Diệp vốn định làm thân với anh mà. Diệp Tiêu Điệp mỉm cười, nên em nói này, anh Thanh đừng ghét nhà họ Diệp, như thế bất công lắm. Không thể không thừa nhận, cô gái này rất thông minh, chỉ vài ba câu đã khiến Dương Thanh đỡ ghét cô ta rồi. Dù sao cô ta cũng nói đúng. Dương Thanh bất mãn với nhà họ Diệp cũng vì người phụ nữ ngu xuẩn tên Diệp Mạn kia. Nếu Diệp Mạn không định lợi dụng Tần Thanh Tâm, sao Dương Thanh lại thù ghét bà ta chứ? Không cần ai nhắc. Anh cũng sẽ chủ động làm thân với nhà họ Diệp. Khi không nhờ đến lực lượng ở biên giới phía Bắc, nếu anh muốn đặt chân ở Yến Đô thì bắt buộc phải được một số thế lực ủng hộ, bằng không sẽ rất khó khăn. Không sợ đắc tội. Nếu anh được nhà họ Diệp ủng hộ thì đương nhiên sẽ rất tốt rồi. Ở biên giới phía Bắc, lúc chiến đấu với kẻ địch bên ngoài, anh có thể giải quyết mọi chuyện bằng mưu kế và thực lực tuyệt đối. Nhưng sau khi anh rời khỏi nơi đó, rõ ràng những trò này đã không còn phù hợp. Dương Thanh bỗng mỉm cười, cô tên gì? Diệp Tiêu Điệp à? Tuy Diệp Tiêu Điệp thầm kích động nhưng trong mắt cũng có vẻ thất vọng. Rõ ràng Dương Thanh đã quên cô ta từ lâu. Một năm trước, khi cô ta suýt bị cướp biển làm nhục, Dương Thanh đã đáp xuống, cứu cô ta đi. Từ giây phút đó, cô ta đã đem lòng yêu anh rồi. Sau khi cứu cô ta, Dương Thanh đi luôn. Khiến cô ta chẳng kịp nói với anh câu nào. Khó khăn lắm mới tìm được người, nhưng không ngờ anh đã kết hôn. Dù vậy, Diệp Tiêu Điệp vẫn không bỏ cuộc. Diệp Tiêu Điệp, tên hay lắm, Dương Thanh mỉm cười. Rồi nhìn sang nơi khác. Diệp Tiêu Điệp vốn rất thông minh lập tức mừng rỡ như điên. Tuy Dương Thanh chỉ nói một câu nhưng cô ta đã nhìn thấy hy vọng, đó là hy vọng tiếp cận anh, cũng là hy vọng giúp nhà họ Diệp vĩnh viễn không suy tàn. Cô ta là con gái nhà họ Diệp, hiểu rất rõ tầm quan trọng của cao thủ như Dương Thanh với một gia tộc. Cô ta bỗng cảm thấy rất may mắn khi chủ gia tộc họ Diệp không hống hách và vênh váo như chủ của những nhà quyền thế khác. Kiểu người như Dương Thanh chỉ ưa mềm mỏng mà thôi. Rõ ràng Hoàng Chính ở bên kia cũng nhận ra Diệp Tiêu Điệp, trong mắt ông ta tràn ngập sự độc ác. Ông ta đã điều tra Dương Thanh. Biết tầm quan trọng của tập đoàn Nhạn Thanh với anh nên mới dùng lợi ích của tập đoàn để đe dọa Dương Thanh, muốn ép anh ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng nhà họ Hoàng. Nhưng ông ta không ngờ người nhà họ Diệp cũng nhúng tay vào. Chuyện này khiến ông ta cảm thấy rất áp lực. Chỗ dựa của mày là nhà họ Diệp ư? Hoàng Chính lẩm bẩm. Tuy ông ta đã điều tra Dương Thanh nhưng không có nhiều thông tin hữu ích. Đúng 10 giờ, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Những thứ được đưa ra đấu giá hôm nay là mấy miếng đất ở thành phố Giang Hải.
Dương Thanh chỉ nhắm đến miếng đất bên kia sông chứ không hứng thú với những nơi khác. Sau khi thấy anh liên tục bỏ qua mấy miếng đất liền, đám nhà giàu đang sợ anh sẽ tham gia đấu giá mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi đấu giá diễn ra rất gay cấn, tiếng báo giá liên tục vang lên. Tiếp theo, chúng tôi sẽ bán đấu giá miếng đất số 2019C125 tọa lạc ở bờ đông sông Lão Long, tổng diện tích là 4.258 m², giá khởi điểm là 108 triệu nhân dân tệ. Lượt đấu giá này xin được phép bắt đầu. Người chủ trì buổi đấu giá là một người trung niên đeo kính gọng vàng. Ông ta vừa dứt lời, lượt đấu giá lập tức bắt đầu luôn. Mấy lượt đấu giá trước cũng rất kịch tính, có người báo giá luôn, 120 triệu. 150 triệu. 180 triệu. 230 triệu. Khi giá tăng lên, số người tham gia đấu giá cũng ít dần, sau thoáng chốc, chỉ còn hai người cuối cùng đang cạnh tranh. 240 triệu. Có người báo giá. Nghe thấy thế, người còn lại vô cùng thất vọng, rõ ràng đang định bỏ cuộc rồi. 240 triệu, lần 1. 240 triệu, lần 2. 240 triệu. Người bán đấu giá đã giơ búa lên, đang định hô lần 3, một giọng nói trẻ tuổi bỗng vang lên, 250 triệu. Giọng nói này lập tức khiến mọi người chú ý. Người trung niên sắp đấu giá thành công kia vốn đang tức giận, nhưng khi thấy người tham gia đấu giá chính là Dương Thanh, ông ta lập tức ỉu xìu. Thì ra cậu Thanh cũng ưng miếng đất này, Vương Tùng tôi xin bỏ cuộc. Người trung niên lập tức cười nói. Ông ta biết thừa mình không bao giờ là đối thủ của Dương Thanh, chi bằng nhận thua luôn, không chừng còn có thể làm quen với anh ấy chứ. Dương Thanh đợi đến tận lúc lượt đấu giá gần kết thúc cũng vì không muốn phá hoại buổi đấu giá này. Chúc mừng cậu Thanh đã lấy được miếng đất ở bờ đông sông Lão Long. Chúc mừng cậu Thanh. Bên bờ tây sông Lão Long cũng là sản nghiệp của cậu Thanh, bờ đông thuộc về cậu Thanh là chuẩn rồi. Trong lúc nhất thời, mấy ông lớn thi nhau nói. 500 triệu. Khi mọi người đang ồ ạt chúc mừng Dương Thanh đấu giá thành công, một giọng nói bỗng vang lên, rất không đúng lúc. Trong lúc nhất thời, ai cũng kinh ngạc, đều nhìn về phía người vừa báo giá với vẻ không dám tin. Ở đây, có ai không biết thân phận của Dương Thanh chứ? Cậu Thanh đã tham gia đấu giá mà vẫn dám tranh, không sợ đắc tội với cậu Thanh à? Miếng đất vốn sẽ được mua với giá 250 triệu, nhưng chỉ một câu nói của người này đã khiến giá cả tăng lên gấp đôi. 1,5 tỷ. Trừ Hoàng Chính đến từ Yến Đô ra, còn ai dám đấu giá vào lúc này nữa? Diệp Tiêu Điệp cười híp mắt nhìn Hoàng Chính, chẳng khác gì đang nhìn người chết cả. Cô ta cũng hơi kích động, cô ta biết rõ sự mạnh mẽ của Dương Thanh, cũng biết anh chỉ ưa mềm mỏng. Rõ ràng cách làm của Hoàng Chính đã chặn luôn con đường giảng hòa giữa nhà họ Hoàng với Dương Thanh. Tuy Dương Thanh và Diệp Tiêu Điệp biết Hoàng Chính nhưng những người khác thì không. Phòng đấu giá lập tức nhốn nháo. Mẹ nó, thằng ngu này từ đâu ra vậy? Dám cạnh tranh với cậu Thanh, bị đá đập vào đầu à? Đúng là đồ con lợn, chẳng lẽ ông ta không biết cậu Thanh là ai ư? Tôi thấy tên ngu này sắp phải trả giá đắt rồi đấy. Trong mắt đám đông tràn ngập sự mong chờ. Hoàng Chính không quan tâm, chỉ híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, thằng oát, nếu giờ cậu đổi ý, phục tùng nhà họ Hoàng thì tôi sẽ tặng luôn miếng đất này cho cậu. Nhà họ Hoàng nào thế? Ở hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương có nhà họ Hoàng à? Rốt cuộc thằng ngu này là ai? Dám bảo cậu Thanh phục tùng, đúng là ngu hơn cả lợn. Mau im đi, nếu đã dám bảo cậu Thanh phục tùng, trừ nhà họ Hoàng thuộc 8 gia tộc lớn ở Yến Đô ra, làm gì còn nhà họ Hoàng nào nữa? Rốt cuộc cũng có người nhận ra thân phận của Hoàng Chính. Những kẻ vừa mắng chửi Hoàng Chính lập tức im ri, sợ đến mức run lẩy bẩy. Họ vốn định nịnh Dương Thanh, nhưng người đang cạnh tranh với anh lại đến từ một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô đấy. 1 tỷ. Dương Thanh đang định tham gia đấu giá, Diệp Tiêu Điệp ngồi cạnh anh bỗng giơ bảng lên. Câu nói này khiến mọi người kinh hãi. 1 tỷ á? Ôi trời, giá khởi điểm chỉ là 100 triệu, đấu giá xong đã tăng gấp 10 lần rồi. Cô gái đẹp như tiên này là ai thế? Xung quanh lập tức xôi trào, người bán đấu giá kích động nói, 1 tỷ. Cô đây báo giá 1 tỷ, còn ai muốn đấu giá không ạ? Sắc mặt Hoàng Chính vô cùng lạnh lẽo. Ông ta biết Dương Thanh chỉ có thể chi tối đa 1 tỷ.
Hơn nữa bây giờ anh chưa hoàn toàn nắm giữ tập đoàn Nhạn Thanh, vốn không thể chi 1 tỷ được. Nên ông ta đã chuẩn bị sẵn 1 tỷ để tham dự buổi đấu giá này, giành lấy miếng đất bên bờ đông sông Lão Long rồi xây nghĩa trang để chọc tức Dương Thanh, ép anh phải phục tùng. Nhưng ông ta không ngờ nhà họ Diệp lại nhúng tay vào. Nhà họ Diệp cũng muốn nhảy vào à? Hoàng Chính hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Tiêu Điệp. Diệp Tiêu Điệp mỉm cười, chú Chính nói gì thế? Chỉ mình chú được tham gia đấu giá, còn nhà họ Diệp chúng cháu thì không à? Đừng gọi như thể thân lắm, tôi không có đứa cháu gái nào như cô. Hoàng Chính lạnh lùng nói, tôi khuyên cô nên bỏ cuộc thì hơn. Sao thế, nhà họ Hoàng sợ à? Diệp Tiêu Điệp vẫn tươi cười như cũ. 1 tỷ 001 triệu. Hoàng Chính không buồn nói nhảm nữa, báo giá luôn. Lần này ông ta chỉ thêm 1 triệu. Chú Chính, chẳng phải vừa nãy chú oai lắm, tăng một phát 250 triệu ư, giờ chú hết tiền rồi à? Sao thêm mỗi 1 triệu thế? Diệp Tiêu Điệp cười hì hì. Nếu ai không biết thì còn tưởng cô ta và Hoàng Chính có quan hệ chú cháu. Về phần những kẻ giàu có khác, không ai dám nói chuyện nữa. Diệp Tiêu Điệp đã nói mình họ Diệp, hai con quái vật khổng lồ đến từ Yến Đô đang tranh giành với nhau, làm gì còn chỗ cho họ lên tiếng nữa. Vì Hoàng Chính và Diệp Tiêu Điệp, rất nhiều người quên mất sự tồn tại của Dương Thanh luôn. Cô chán sống à? Hoàng Chính tức giận nói rồi giơ bảng lên, 1 tỷ rưỡi. Ông ta đã bị chọc giận hoàn toàn, nhưng đúng lúc ông ta giơ bảng lên, Diệp Tiêu Điệp bỗng nở nụ cười dí dỏm. Ông ta bỗng có linh cảm xấu, thầm hối hận. Lần này tới Giang Hải, ông ta chỉ chuẩn bị 1 tỷ thôi, lấy đâu ra 1 tỷ rưỡi chứ? Ông ta vốn định dồn ép Dương Thanh, không ngờ Diệp Tiêu Điệp lại nhảy vào. Còn Dương Thanh thì ngồi bên cạnh như không liên quan gì, thản nhiên nhìn chằm chằm về phía trước. 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ rưỡi, còn ai muốn đấu giá không ạ? Người đấu giá kích động phát điên. Ông ta là người bán đấu giá chính của Club Long Đằng, buổi đấu giá nào cũng được trích hoa hồng. Hay nói cách khác, giá bán càng cao thì ông ta càng được chia nhiều. Tự làm tự chịu. Giá khởi điểm là 100 triệu, giờ đã tăng 15 lần, một khi thành công, khoản tiền hoa hồng mà ông ta nhận được sẽ rất khá khẩm. Danh con, chẳng phải cô vừa chê tôi nghèo à? Giờ ai dám tranh với tôi nữa? Hoàng Chính ra vẻ bình tĩnh, cười híp mắt. Diệp Tiêu Điệp cũng cười, dù sao chú Chính cũng là người thừa kế của nhà họ Chính. Cháu chỉ nói chơi thôi, sao chú nghèo được chứ? Cô có ý gì? Hoàng Chính cảm thấy rất không ổn, mỉa mai, sao thế? Cô định bỏ cuộc ư? Hay cô đang nhận thua với nhà họ Hoàng thay mặt nhà họ Diệp thế? Chú Chính, chẳng giấu gì chú, đừng nói là 1 tỷ rưỡi, ngay cả 10 triệu cháu cũng không có đâu, cháu nghèo rất mồng tơi mà. Cháu chỉ nói cho vui thôi, chứ đâu dám tranh miếng đất này với chú Chính chứ? Cháu chỉ là một cô gái yếu đuối, chẳng là gì ở nhà họ Diệp, sao có thể thay mặt nhà họ Diệp được. Nếu chú Chính thực sự muốn phân cao thấp với nhà họ Diệp, chú nên tìm bố cháu thì hơn. Nếu đấu với cháu, chẳng phải chú đang tự hạ thấp thân phận à? Diệp Tiêu Điệp cười tươi roi rói, rất đắc ý khi thực hiện được âm mưu. Lần này Hoàng Chính hoàn toàn ngơ ngác. Ông ta đến đây để cạnh tranh với Dương Thanh, định mượn buổi đấu giá này để ép anh chịu thua. Nhưng Diệp Tiêu Điệp đã đỡ được chiêu này của ông ta. Còn bẫy ngược lại ông ta nữa. Nếu chuyện ông ta thua con cháu nhà họ Diệp đến tai gia tộc, hơn nữa đó còn là một đứa con gái, sao ông ta dám ngẩng mặt lên đây? Hoàng Trung phải quỳ trước đám đông, đã bị đuổi khỏi vị trí người thừa kế rồi. Do đó có thể thấy nhà họ Hoàng coi trọng thể diện tới mức nào. Bây giờ ông ta thua một cô gái nhà họ Diệp, sao nhà họ Hoàng có thể tha cho ông ta chứ? Quan trọng là ông ta vốn không có 1 tỷ rưỡi. Nếu không ai tham gia đấu giá nữa, ông ta sẽ rất mất mặt, không có tiền mua đất thì nên làm gì đây? Chú Chính, hình như sắc mặt chú hơi khó coi, hay chú ốm rồi? Diệp Tiêu Điệp giả vờ kinh ngạc, tựa như một ma nữ tinh quái, sau đó cô ta lắc đầu luôn rồi lẩm bẩm, không thể nào, vừa nãy chú Chính vẫn khỏe mà, sao lại ốm nhanh thế chứ? Nếu không ốm, sao sắc mặt chú Chính lại khó coi thế này? Ồ, chú Chính, hình như sắc mặt chú ngày càng tệ hơn, rốt cuộc chú bị sao thế? À, cháu hiểu rồi. Chắc chắn chú Chính không trả nổi 1 tỷ rưỡi, biết mình sắp khiến nhà họ Hoàng mất mặt nên rất sợ đúng không?
Chú sợ nhà họ Hoàng sẽ tước mất vị trí người thừa kế của chú trong cơn giận chứ gì. Rõ ràng Diệp Tiêu Điệp đang cố ý, Hoàng Chính suýt hộc máu luôn. Cô biết là được rồi, nói ra làm quái gì thế? Thằng nhãi, chẳng phải hồi nãy cậu vinh lắm ư? Sao giờ im ri rồi? Có giỏi thì đấu với ông đây này. Tôi trả 1,5 tỷ, cậu đừng nói với tôi là cậu còn không dám báo giá nhé. Cậu đừng quên tại sao tôi lại mua miếng đất này. Một khi tôi giành được nó, tôi sẽ xây nghĩa trang công cộng lớn nhất. Nếu là đàn ông thì đừng núp sau lưng phụ nữ nữa, ra đây đấu giá với tôi đi. Hoàng Chính tức giận quát, định chọc tức Dương Thanh. Chỉ cần Dương Thanh tham gia đấu giá, ông ta sẽ bỏ cuộc. Nhưng Dương Thanh chỉ cười lạnh, ông nên nghĩ cách kiếm 1,5 tỷ trước đi. Anh nói rồi nhìn sang hướng khác. 1,5 tỷ, lần 1. 1,5 tỷ, lần 2. Người bán đấu giá không quan tâm nhiều, kích động giơ búa lên, chờ được gõ búa vào lần hô cuối cùng. Rốt cuộc Hoàng Chính cũng nhận ra sự ngu xuẩn của mình, tuy ông ta bộp chộp nhưng không thể phủ nhận, trừ Hoàng Trung ra, ông ta phù hợp với vị trí người thừa kế nhà họ Hoàng nhất. Nhưng nếu ông ta không trả nổi tiền trong buổi đấu giá này, có lẽ nhà họ Hoàng sẽ thực sự tước mất vị trí người thừa kế của ông ta. 1,5 tỷ, lần 3. Hoàn tất. Keng. Tiếng gõ búa vang lên. Người bán đấu giá kích động nói, chúng ta cùng chúc mừng ông Hoàng Chính đã thành công mua được miếng đất ở bờ đông sông Lão Long nào. Hoàng Chính đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế. Nếu không trả được 1,5 tỷ, ông ta sẽ thành trò cười cho cả Giang Hải. Thể diện của ông ta cũng sẽ mất sạch, còn đối với nhà họ Hoàng thì đây đúng là mối nhục nhã. Đồng ý với tôi một chuyện. Giá khởi điểm chỉ hơn 100 triệu mà lại bán được tận 1,5 tỷ, gấp 15 lần, có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc của đám đông. Ai cũng nhìn về phía Hoàng Chính bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng có nhiều người nhìn ông ta như đang nhìn kẻ ngu hơn. Tuy miếng đất ở bờ đông sông Lão Long có vẻ rất rộng nhưng sức chứa cũng không được bao nhiêu. Cho dù xây thêm một trang viên hoa hồng thì cũng không thể lãi được 1,5 tỷ. Gần như có thể khẳng định, cho dù ông ta làm gì với miếng đất đó thì cũng lỗ chắc rồi. Hoàng Chính nói sẽ xây nghĩa trang công cộng cũng chỉ vì muốn ép Dương Thanh cúi đầu trước nhà họ Hoàng mà thôi. Nhưng không ngờ ông ta lại kích động tới mức báo giá 1,5 tỷ. Chú Chính, tận 1,5 tỷ đấy. Chú hào phóng thật, chẳng biết sau khi chuyện này được truyền về Yến Đô, người ta sẽ thấy nhà họ Hoàng ra sao nhỉ? Người thừa kế của nhà họ Hoàng chi 1,5 tỷ để mua miếng đất nhỏ trị giá 100 triệu ư? Chú nói xem. Liệu người ta có nghĩ người thừa kế của nhà họ Hoàng nông cạn không thế? Diệp Tiêu Điệp bỗng cười hì hì. Lời cô ta nói như con dao đâm mạnh vào tim Hoàng Chính. Đám đông xung quanh cũng nhìn ông ta với vẻ mặt kỳ lạ. Hoàng Chính chỉ thấy mặt mình nóng rực, thầm thấp thỏm lo âu. Cô im đi. Hoàng Chính thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi, nếu cô dám nói nhảm thêm một câu, tôi sẽ bảo đông tà lột sạch đồ cô đấy. Nghe thấy thế. Diệp Tiêu Điệp đỏ mặt, tức giận nói, đồ trơ trẽn. Ông Hoàng Chính, ông đã đấu giá được miếng đất này rồi, bây giờ ông có thể thanh toán không? Người bán đấu giá thận trọng hỏi. Lượt bán đấu giá này không tính. Ai cũng trợn mắt há hốc mồm, còn Hoàng Chính thì chỉ vào Diệp Tiêu Điệp, trơ cháo nói, vừa nãy cô ta cố tình nâng giá để lừa tôi báo giá 1,5 tỷ. Lời Hoàng Chính nói khiến mọi người trợn tròn mắt, ai cũng nhìn ông ta với vẻ không dám tin. Ông ta đúng là người thừa kế của nhà họ Hoàng thuộc 8 gia tộc lớn ở Yến Đô à? Rất nhiều người thắc mắc như thế. Không ngờ người thừa kế của nhà họ Hoàng lại là thế này. Sau giây phút ngơ ngác, Diệp Tiêu Điệp không cười nữa, lạnh lùng mỉa mai, nếu ông không có tiền thì đừng vờ vịt, giờ lại bảo tôi nâng giá cơ đấy. Cho dù tôi nâng giá thật thì có ai bắt ông tiếp tục đấu giá đâu. Hơn nữa ông bảo tôi nâng giá thì là thế thật chắc. Nếu dựa theo lập luận trơ trẽn của ông, chẳng phải ai đấu giá với người nhà họ Hoàng các ông cũng sẽ thành cố tình nâng giá à? Diệp Tiêu Điệp không hề nể nang, nói liền một tràng, khiến sắc mặt Hoàng Chính khó coi đến cực điểm. Cô chán sống rồi. Hoàng Chính khẽ quát. Ông định giết tôi vì chuyện này à, cũng oai ghê nhỉ. Diệp Tiêu Điệp cười lạnh, thản nhiên nói, nếu ông dám động đến một cọng tóc của tôi, chắc chắn ông nội tôi sẽ không tha cho ông. Sao tôi phải giết cô chứ? Cô nói xem,
nếu người phụ nữ đẹp nhất nhà họ Diệp bị lột hết quần áo ở đây thì có gây ra ảnh hưởng nặng nề cho nhà họ Diệp không nhỉ? Hoàng Chính híp mắt, nói bằng giọng mỉa mai. Sắc mặt Diệp Tiêu Điệp thay đổi ngay, cô ta cắn môi, nhìn chằm chằm vào Hoàng Chính, đồ không biết xấu hổ. Đông Tà, lột sạch quần áo của con khốn này cho tôi. Hoàng Chính ra lệnh, Đông Tà lạnh lùng bước về phía Diệp Tiêu Điệp. Những người đang có mặt đều sửng sốt, không ai ngờ mình lại được thấy cuộc giao tranh giữa hai nhà quyền thế bậc nhất Yến Đô khi tham gia buổi đấu giá này. Diệp Tiêu Điệp biết rõ Đông Tà là ai. Khi thấy Đông Tà bước về phía mình, trên mặt cô ta tràn ngập vẻ sợ hãi, vô thức nắm lấy cánh tay của người đàn ông đứng cạnh mình. Cô làm tôi đau đấy. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên. Diệp Tiêu Điệp giật mình, lúc này mới nhận ra cô ta đang bấu lấy cánh tay Dương Thanh vì căng thẳng. Xin lỗi anh, Diệp Tiêu Điệp cuống quýt xin lỗi. Nếu cô đồng ý với tôi một chuyện, tôi sẽ giúp cô giải quyết phiền phức này, Dương Thanh chợt nói. Nghe thấy thế, Diệp Tiêu Điệp thoáng sững sờ rồi gật đầu ngay, chỉ cần anh giải quyết phiền phức giúp tôi sẽ đồng ý hết. Cô ta nói rồi hơi đỏ mặt. Đám đông ngơ ngác, cậu Thanh định đối đầu với một trong tám nhà quyền thế ở Yến Đô ư. Hoàng Chính híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, lạnh lùng nói, nhãi danh, cậu cũng muốn xen vào trận chiến giữa nhà họ Diệp và nhà họ Hoàng à. Thể diện của gia tộc. Dương Thanh mặc kệ Hoàng Chính, híp mắt nhìn chằm chằm vào Đông Tà đã bước đến trước mặt anh, lạnh lùng nói, tôi khuyên ông nên dẫn con lợn nhà họ Hoàng đi ngay, bằng không, đầu của con lợn này sẽ ở lại Giang Hải vĩnh viễn đấy. Dầm. Lời Dương Thanh nói khiến mọi người kinh hãi. Sau đó đám đông lập tức sôi trào. Không hổ là cậu Thanh, cho dù đối phương thuộc tám gia tộc lớn ở Yến Đô thì cũng không sợ chút nào. Ông ta là người thừa kế của nhà họ Hoàng thật đấy, không ngờ cậu Thanh lại đe dọa là sẽ khiến ông ta vĩnh viễn ở lại Giang Hải. Dù gì đối phương cũng là người thừa kế của nhà họ Hoàng, cậu Thanh sỉ nhục ông ta trước mặt mọi người, liệu có gặp nguy hiểm không? Mọi người đều rất kích động, ai cũng coi trọng Dương Thanh hơn, ngoài ra có không ít người đang vô cùng lo lắng. Mặt Hoàng Chính méo mó hẳn đi. Hôm nay ông ta đã ê chề lắm rồi, không ngờ Dương Thanh lại dám đe dọa rằng sẽ khiến ông ta ở lại Giang Hải mãi mãi. Nếu Dương Thanh không chết, ông ta đâu còn mặt mũi nào để về nhà họ Hoàng. Mà cho dù ông ta về thật thì có lẽ nhà họ Hoàng cũng không tha cho ông ta đâu. Danh con, đừng khiêu khích tôi nữa, cậu đang đâm đầu vào chỗ chết đấy. Hoàng Chính nói với vẻ hung tợn, trong mắt tràn ngập sự độc ác. Dương Thanh vẫn không quan tâm đến ông ta, chỉ bình tĩnh nhìn Đông Tà đang đứng đối diện mình. Tim Diệp Tiêu Điệp đập thình thịch, cô ta nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt si mê, anh ấy đang đối đầu với nhà họ Hoàng vì mình à. Hơn nữa vừa nãy, anh ấy đã bảo mình đồng ý với anh ấy một chuyện, có phải anh ấy định chiếm lấy mình không? Nếu anh ấy muốn thế thật thì mình nên làm thế nào? Mình đã hứa với anh ấy rồi, mình sẽ làm bất cứ thứ gì mà anh muốn. Diệp Tiêu Điệp suy nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng ra một số chuyện không thể miêu tả, mặt mũi đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Cô ta lén liếc Dương Thanh, thấy anh không nhìn mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đông Tà, nếu thằng nhãi này đã điếc không sợ súng như thế thì ông cứ dạy dỗ nó trước đi. Hoàng Chính bảo Đông Tà. Nhưng Đông Tà mặc kệ ông ta, đứng cách Dương Thanh 2 mét với vẻ mặt nghiêm túc. Còn Dương Thanh thì vẫn ngồi im, thản nhiên nhìn Đông Tà. Tuy anh không cử động, nhưng lại khiến Đông Tà cảm thấy vô cùng đáng sợ. Chàng trai, nhà họ Hoàng ở Yến Đô là quái vật khổng lồ mà cậu không thể đắc tội được, tôi khuyên cậu đừng nên lo chuyện bao đồng thì hơn. Đông Tà định khuyên nhủ Dương Thanh. Rõ ràng lão ta cũng không muốn đánh với Dương Thanh, lão ta không thể nhìn thấu cậu thanh niên này, đúng là quái lạ. Nghe nói cậu ta đã giết người mạnh thứ 9 trong hiệp hội võ thuật. Thực lực của lão ta chỉ mạnh hơn người bị giết đó một chút mà thôi. Đông Tà, ông nói nhảm với nó nhiều thế làm gì? Cứ đánh cho tàn tật đã rồi tính sau, Hoàng Chính nghiến răng ken két. Sự sỉ nhục của Dương Thanh và Diệp Tiêu Điệp đã đủ để khiến ông ta tức giận, giờ Đông Tà còn không làm theo lệnh của ông ta ngay nữa chứ. Xin lỗi. Đông Tà không do dự nữa, bỗng di chuyển, lập tức lao về phía Dương Thanh. Lão ta là người nhà họ Hoàng, hơn nữa còn có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Chính. Không cần nói cũng biết như thế có nghĩa là gì, tức là lão ta bắt buộc phải làm theo lệnh của Hoàng Chính.
Anh Thanh cẩn thận. Diệp Tiêu Điệp hô lên kinh hãi. Tuy cô ta biết rõ sự mạnh mẽ của Dương Thanh nhưng cũng đã nghe danh Đông Tà từ lâu, lúc này cô ta đang rất lo lắng. Những người trong phòng đấu giá cũng sửng sốt, trái ý nhau cái là ra tay luôn à. Hoàng Chính tươi cười, đây chính là kết cục của những kẻ dám đắc tội tôi. Sau khi cậu chết, để xem còn ai ở Giang Bình và Nam Dương dám chống đối tôi. Đây là cơ hội duy nhất của ông ta. Ông ta vốn không thể trả nổi khoản tiền trên trời kia, nếu chuyện này đến tai nhà họ Hoàng thì ông ta sẽ trở thành Hoàng Trung thứ hai mất. Nhà họ Hoàng coi trọng thể diện như thế, sao có thể cho phép người thừa kế khiến gia tộc bẽ mặt với người ngoài được? Nếu đã vậy, chỉ bằng ra tay với Dương Thanh luôn. Một khi Dương Thanh chết, chẳng phải hai tỉnh Giang Bình Nam Dương sẽ do ông ta nắm giữ à? Ha ha, biết sợ rồi à? Sợ ngu người luôn kìa, ha ha. Thấy Dương Thanh vẫn ngồi im, Hoàng Chính lập tức phá lên cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của ông ta biến mất tăm, nét mặt đờ đẫn. Không phải đối thủ dầm. Hoàng Chính nghe thấy tiếng va chạm nặng nề vang lên, tiếp đến, Dương Thanh đang ngồi im bỗng vươn tay giữ lấy nắm đấm của Đông Tà. Phòng đấu giá rộng rãi lặng ngắt như tờ, ai cũng nhìn về phía cậu thanh niên đang ngồi im nãy giờ kia. Diệp Tiêu Điệp kinh ngạc che miệng. Tuy đã đoán được kết quả nhưng cô ta vẫn không nén nổi sự kinh ngạc trong lòng mình. Đông Tà là một trong những cao thủ bảo vệ chủ gia tộc họ Hoàng. Cũng là cao thủ đứng thứ ba nhà họ Hoàng. Nhưng đó chỉ là lời đồn, về phần rốt cuộc Đông Tà mạnh đến đâu, e rằng trừ chủ gia tộc họ Hoàng ra thì không ai biết. Thậm chí còn có tin đồn Đông Tà sở hữu thực lực mạnh nhất nhà họ Hoàng. Nhưng Dương Thanh lại dễ dàng ngăn cản đòn tấn công của người mạnh mẽ như thế. Con người Đông Tà bỗng co lại, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Lão ta là người trong cuộc nên biết rõ cú đấm này của mình mạnh đến mức nào. Lão ta luôn ra đòn chí mạng ngay, dùng chiêu mạnh nhất từ ban đầu, cũng chưa bao giờ nương tay với những kẻ yếu ớt. Cho dù lão ta chưa dốc hết sức thì cú đấm này cũng đã chứa 8, 9 phần 10 sức mạnh của lão ta rồi. Lâu lắm rồi không có ai đỡ được cú đấm này của lão ta. Hơn nữa đây còn là một cậu thanh niên chưa đầy 30 tuổi nữa chứ. Đông Tà, ai bảo ông nương tay? Đập nó ra bã cho tôi. Cho nó biết nếu dám đắc tội với người thừa kế của nhà họ Hoàng thì kết cục sẽ thế nào. Sau khi ngơ ngác một lát, Hoàng Chính tức giận quát. Sao ông ta có thể chấp nhận sự thật Đông Tà yếu hơn Dương Thanh chứ? Ông ta chỉ nghĩ Đông Tà đã nương tay nên Dương Thanh mới đỡ được. Nét mặt Đông Tà hơi cứng đờ. Thấy Dương Thanh vẫn thản nhiên, bỗng cảm thấy sợ hãi. Dầm! Trong lúc Đông Tà kinh hãi, Dương Thanh đang giữ lấy nắm tay lão ta bỗng cử động. Lão ta còn chưa kịp phản ứng thì bụng đã phải chịu một luồng sức mạnh khổng lồ, khiến lão ta phải lùi 7-8 bước mới thôi. Vào giờ phút này, xung quanh hoàn toàn yên ắng, ai cũng có cảm giác ngột ngạt, thở thôi đã thấy khó khăn rồi. Nếu nhà họ Hoàng đã sĩ diện như thế, tôi cũng không ngại trà đạp lên thể diện của nhà họ Hoàng đâu. Rốt cuộc Dương Thanh cũng đứng dậy, bước từng bước về phía Hoàng Chính, vừa đi vừa nói. Trong mắt Hoàng Chính tràn ngập sự kinh hãi. Vào giờ phút này, ông ta mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc tới mức nào. Ông ta nhớ đến Hoàng Trung, bỗng thấy hơi tuyệt vọng. Cộp, cộp, cộp. Từng bước của Dương Thanh như đang nện lên tim Hoàng Chính, khiến ông ta sợ hãi vô cùng. Cậu đừng làm bừa, tôi là người thừa kế của nhà họ Hoàng thật đấy, cậu biết điều này có ý nghĩa gì không? Sau này tôi chính là chủ gia tộc họ Hoàng thuộc 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Hoàng Chính sợ hãi đến cực điểm, lắp bắp nói, bỗng giận dữ hét lên với Đông Tà, mau ngăn nó lại. Đừng để nó tới đây. Đông Tà cắn răng, cố nén cơn nôn nao trong bụng, chắn trước mặt Hoàng Chính, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, chàng trai. Làm gì cũng phải để lại đường lui, sau này còn dễ nói chuyện. Tôi chưa bao giờ nương tay với những kẻ định giết tôi, Dương Thanh lạnh lùng nói. Ngay cả Đông Tà mạnh như thế cũng cảm nhận được áp lực từ Dương Thanh. Lão ta cứ tưởng những lời đồn về Dương Thanh chỉ là khoác lác. Cho dù cậu ta có đánh bại người mạnh thứ 9 của Hiệp hội Võ Thuật thật, chắc chắn cậu ta đã giở trò. Cho đến hồi nãy, khi đấu với Dương Thanh, lão ta mới nhận ra với thực lực của anh. Người kia chết không oan chút nào. Nếu cậu cứ nhất quyết đòi đánh thì tôi đành phải dốc sức ứng phó thôi. Đông Tà cắn răng, lập tức di chuyển, lao vút về phía Dương Thanh.
Uỳnh. Dương Thanh lập tức ra tay, tung chân đá. Đông Tà còn chưa kịp tấn công thì đã bị anh đá trúng ngực rồi. Đông Tà bay ra xa mấy mét, nặng nề rơi xuống trước mặt Hoàng Chính. Hoàng Chính sắp phát điên, ông ta biết rõ thực lực của Đông Tà, nào ngờ khi ở trước mặt Dương Thanh, lão ta còn chẳng có sức đánh trả. Một suy nghĩ hoang đường bỗng xuất hiện trong đầu ông ta, có lẽ người mạnh nhất nhà họ Hoàng cũng không phải đối thủ của Dương Thanh. Trong mắt Đông Tà tràn ngập sự kinh ngạc, vừa nãy lão ta đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của Dương Thanh, nhưng không ngờ anh lại mạnh đến thế. Vù! Tiếng gió rít bỗng vang lên. Em bằng lòng. Một hơi thở mạnh mẽ bỗng bao phủ lấy Hoàng Chính, tiếp đến, Hoàng Chính chợt phát hiện Dương Thanh đang ở cách đó hơn 10 mét bỗng biến mất tăm. Cẩn thận! Đông Tà bỗng hét lớn, liều mạng lao về phía Hoàng Chính. Uỳnh! Vừa chắn trước mặt Hoàng Chính xong, ngực Đông Tà đã như bị một chiếc xe tải hạng nặng tông trúng. Lão ta lập tức bay ra xa, hộc máu mồm. Chát! Ngay sau đó, tiếng bạt tai chát chúa vang lên. Dương Thanh đã xuất hiện trước mặt Hoàng Chính, tát thẳng vào mặt ông ta. Trong mắt mọi người, một dấu tay rõ rệt lập tức xuất hiện trên mặt Hoàng Chính. Còn tay kia của Dương Thanh thì đang tóm cổ áo ông ta. Cả phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, ai cũng trợn tròn mắt, nhìn Dương Thanh với vẻ không dám tin. Còn Đông Tà vừa bị đánh cho hộc máu mồm, đang nằm bẹp dưới đất thì không bò dậy ngay được. Dương Thanh tóm cổ áo Hoàng Chính, vung tay tát mạnh. Chát, chát, chát. Ngay sau đó, tiếng bạt tai chát chúa lại vang lên, vô cùng chói tai giữa phòng đấu giá im ắng. Dương Thanh cũng không định ngừng tay, tát Hoàng Chính liên hồi, lần nào cũng để lại dấu tay rõ rệt trên mặt ông ta. Sau mười mấy cái tát, mặt Hoàng Chính đã sưng vù lên, miệng đầy máu. Răng ông ta cũng bị đánh cho rơi hết. Dương Thanh kiểm soát sức mạnh rất tốt, vừa đủ để khiến Hoàng Chính không ngất đi. Nếu anh đánh mạnh như lúc tấn công Đông Tà, chắc Hoàng Chính chết luôn mất. Nếu nhà họ Hoàng đã sĩ diện như thế, tôi cũng không ngại trà đạp lên thể diện của nhà họ Hoàng đâu. Câu nói này bỗng văng vẳng bên tai mọi người. Vừa nãy Dương Thanh đã nói thế. Giờ họ mới hiểu ý của anh. Vì Hoàng Trung từng bị Dương Thanh sỉ nhục trước mặt mọi người, khiến thể diện của nhà họ Hoàng mất hết nên ông ta cũng mất tư cách làm người thừa kế luôn. Bây giờ người thừa kế mới của nhà họ Hoàng lại bị Dương Thanh tát trước mặt đám đông. Chẳng những anh đánh Hoàng Chính mà còn đang tát vào mặt nhà họ Hoàng. Dù sao bây giờ Hoàng Chính cũng là người thừa kế của nhà họ Hoàng, chủ gia tộc họ Hoàng tương lai. Đúng rồi, giờ ông nói cho tôi biết ông định bắt tôi trả giá đắt kiểu gì đi. Dương Thanh tiện tay ném Hoàng Chính xuống đất rồi giẫm lên đầu ông ta, nhìn chằm chằm vào ông ta từ trên cao, lạnh lùng chế giễu. Thấy cảnh tượng này, ai cũng sững sờ, nuốt nước bọt đánh ực. Bây giờ mặt Hoàng Chính đã sưng vù, răng cũng rụng hết, có lẽ ngay cả mẹ ông ta cũng không nhận ra đâu nhỉ. Còn Đông Tà thì nằm ở bên kia với vẻ tuyệt vọng. Ngay cả lão ta cũng không phải đối thủ của Dương Thanh, nói gì tới Hoàng Chính chứ. Lần này nhà họ Hoàng gặp phải kẻ khó chơi rồi, nếu vị đó của nhà họ Hoàng không xuất hiện, không ai làm gì được Dương Thanh hết. Chẳng biết Hoàng Chính đang nói gì, không ai nghe rõ. Nhưng ai cũng biết ông ta đang xin Dương Thanh tha cho mình. Ông nói gì cơ? Bây giờ ông sẽ thanh toán miếng đất ở bờ đông sông Lão Long luôn à? Ông muốn tặng miếng đất đã mua cho tôi ư? Nếu thế thì tha cho ông vậy. Dương Thanh cứ hỏi một câu, Hoàng Chính lại vài tiếng. Dương Thanh vừa ra tay tàn nhẫn xong, giờ anh lại thay đổi phong cách trong chớp mắt, khiến ai cũng phải tròn mắt nhìn. Ai cũng biết, sau này miếng đất mà Hoàng Chính vừa mua được sẽ thuộc về Dương Thanh, hơn nữa anh còn không mất xu nào. Về chuyện Hoàng Chính không đủ tiền thì chỉ có thể chờ nhà họ Hoàng giải quyết thôi. Nhà họ Hoàng là một gia tộc sĩ diện đến chết, sao có thể để Hoàng Chính tiếp tục nán lại Giang Hải được. Trước sự ngơ ngác của mọi người, Dương Thanh quay người rời đi. Biết anh đã đi, đám đông mới há miệng thở phào. Đông Tà lảo đảo bước đến bên Hoàng Chính, vác ông ta lên rồi rời khỏi phòng đấu giá. Chuyện xảy ra hôm nay đã nằm ngoài dự đoán của lão ta phải báo cho nhà họ Hoàng ngay mới được. Anh Thanh, khoan đã. Dương Thanh vừa rời khỏi phòng đấu giá, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên sau lưng anh. Diệp Tiêu Điệp chạy đến, thở hổn hển. Dương Thanh nhìn cô ta với vẻ ngờ vực. Đúng lúc này,
Diệp Tiêu Điệp bỗng đỏ mặt, chẳng phải hồi nãy anh đã nói, nếu muốn anh giúp thì em phải đồng ý với anh một chuyện ư? Cô ta hơi ngập ngừng rồi cúi đầu, vân về góc áo, không dám nhìn Dương Thanh, nói khẽ anh muốn làm gì em cũng được, em bằng lòng. Quá tam ba bận. Dáng vẻ ngượng ngùng này của Diệp Tiêu Điệp lại có sức hút riêng. Nhất là những lời mà cô ta nói, càng khiến người ta nghĩ bậy bạ. Dương Thanh hơi ngây người rồi mới nhớ ra, đúng là trước đó anh đã bảo Diệp Tiêu Điệp đồng ý với anh một chuyện. Nhưng hình như cô gái này hiểu nhầm gì đó rồi. Tôi không muốn trở mặt với nhà họ Diệp, cô cũng biết nguyên nhân rồi đấy, cô về nói lại với ông nội cô đi, sau này tôi không muốn thấy người nhà họ Diệp xuất hiện ở Giang Bình và Nam Dương nữa. Dương Thanh lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh tanh. Diệp Tiêu Điệp vốn rất mong chờ về yêu cầu của Dương Thanh, nhưng sau khi nghe thấy anh nói thế, trong mắt cô ta tràn ngập sự thất vọng. Cô ta nhớ nhung Dương Thanh suốt một năm, nhưng giờ lại có kết quả thế này. Được rồi, tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, cô đi đi. Dương Thanh nói rồi quay người rời đi. Diệp Tiêu Điệp ngơ ngác đứng im, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang xa dần kia, trên mặt bất giác đầm đìa nước mắt. Nếu nhớ nhung là một loại bệnh thì cô ta đã rơi vào tình trạng nguy kịch từ lâu rồi. Một bên khác, Đông Tà đã đưa Hoàng Chính đi. Sau khi về đến chỗ ở, trước hết Đông Tà liên lạc với nhà họ Hoàng, báo hết những chuyện vừa xảy ra cho gia tộc. Nhà họ Hoàng sở hữu một trang viên rộng lớn, trong đó có một dãy biệt thự cổ điển. Một lão già mặc áo xám đang ngồi trên ghế mây, sắc mặt vô cùng u ám. Một ông già tóc bạc, lưng hơi còng đang đứng cạnh lão ta. Ông chủ, có chuyện lớn gì à? Ông già đang đứng là quản gia nhà họ Hoàng, cũng là người làm mà chủ gia tộc họ Hoàng tin tưởng nhất. Từ khi chủ gia tộc họ Hoàng thừa kế chức chủ gia tộc tới nay, ông ta luôn giúp đỡ lão ta quản lý gia tộc. Còn lão già đang ngồi trên ghế mây thì không phải ai khác, chính là Hoàng Thiên Hành chủ gia tộc họ Hoàng thuộc 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Hoàng Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi, thằng nhãi kia tát Hoàng Chính trước đám đông, giờ Hoàng Chính không nói được câu nào đầy đủ nữa rồi. Sao cơ? Trông quản gia vô cùng kinh ngạc, ông đang nhắc đến Dương Thanh đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn ạ. Hoàng Thiên Hành tức giận gật đầu, nghiến răng ken két, thằng nhãi đó đúng là quá ngông cuồng, đã dám ra tay với Hoàng Trung trước đám đông, giờ lại đánh nốt Hoàng Chính. Nó làm thế thì có khác gì đang tát vào mặt nhà họ Hoàng đâu. Nó nhất định phải trả giá đắt vì chuyện này, bằng không, nhà họ Hoàng sẽ bị nó đẻ đầu cưỡi cổ mất. Một đứa con rơi mà cũng dám khiêu khích quyền uy của nhà họ Hoàng, đúng là không biết trời cao đất dày. Hoàng Thiên Hành giận không để đâu cho hết, trên khuôn mặt già nua chẳng chịt nếp nhăn hừng hực lửa giận. Ông chủ, chẳng phải Đông Tà đã đi theo bảo vệ Hoàng Chính rồi ư? Sao vẫn bị tát trước đám đông chứ? Quản gia rất bình tĩnh, hỏi. Hoàng Thiên Hành nghiêm nghị nói, Đông Tà bảo ông ấy không phải đối thủ của thằng nhãi kia. Sao cơ? Lần này, rốt cuộc quản gia cũng có vẻ kinh hãi. Người nhà họ Hoàng luôn rất nóng tính, nên chủ gia tộc đời nào cũng phải có quản gia giúp đỡ để tránh làm những chuyện kích động. Thế nên ở nhà họ Hoàng, quản gia có thân phận và địa vị rất cao. Ngay cả đám con cháu đang tranh giành vị trí người thừa kế cũng không dám làm bừa trước mặt quản gia. Thậm chí còn phải thận trọng lấy lòng. Ông chủ, ông có định để vị đó đi báo thù không? Quản gia thận trọng hỏi. Hoàng Thiên Hành gật đầu, mắt đỏ ngầu, nếu không giết nó thì không thể rửa sạch nỗi nhục của nhà họ Hoàng, thế nên nó phải chết. Quản gia nghiêm nghị lắc đầu, trầm giọng nói, ông chủ, ngay cả Đông Tà cũng không đánh lại nó, sao nó có thể là người bình thường chứ? Đông Tà là cao thủ đứng thứ ba nhà họ Hoàng. Ngay cả ông ấy cũng bị Dương Thanh dễ dàng đánh bại, cho dù ông cử vị kia đi, chắc gì đã giết được thằng nhãi đấy. Có câu nói là quá tam ba bận, hai người thừa kế của nhà họ Hoàng đã chủ động khiêu khích Dương Thanh nên mới phải chịu nhục trước đám đông. Nếu nhà họ Hoàng chúng ta lại khiêu khích thêm, nhớ thất bại thì có khác gì đang bảo người nhà họ Hoàng không thể ngăn nổi Dương Thanh đâu chứ. Xin lỗi. Lời quản gia nói khiến Hoàng Thiên Hành bình tĩnh hơn rất nhiều. Hoàng Thiên Hành có thể trở thành chủ gia tộc, phần lớn là nhờ quản gia. Mỗi khi lão ta bộp chộp, định đưa ra quyết định sai lầm, quản gia lại nhắc nhở lão ta, giúp lão ta nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Nhưng chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cho nó à? Hoàng Thiên Hành tức tối hỏi. Đương nhiên là không. Trong đôi mắt đục ngầu của quản gia lóe lên ánh sáng sắc bén,
Ông ta híp mắt, cho dù là ai, nếu đã dám khiêu khích nhà họ Hoàng thì sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng, nhưng giờ chưa đến lúc. Ồ, vậy ông nghĩ bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Hoàng Thiên Hành vội hỏi. Lần này, chẳng những chúng ta không được trêu vào Dương Thanh mà còn phải lấy lòng nó, bày tỏ thành ý của chúng ta, đây là bước đầu tiên. Quản gia cười híp mắt, bước thứ hai mới là quan trọng, chỉ cần chúng ta. Quản gia nói rất nhiều, sau khi ông ta trình bày mưu kế của mình xong, Hoàng Thiên Hành lập tức sực hiểu, cười lớn, ha ha, tuyệt lắm. Không hổ là quản gia của Hoàng Thiên Hành tôi, đúng là kế hay, một mũi tên trúng hai con chim đấy. Nếu đã vậy, chỉ bằng để tôi đích thân đến Giang Hải gặp thằng nhãi kia nhé, quản gia mỉm cười. Được, chuyện này giao cho ông, dù thế nào cũng phải khiến thằng nhãi đó cảm nhận được, thành ý của chúng ta. Trong mắt Hoàng Thiên Hành tràn ngập sự nham hiểm. Vâng, quản gia đáp rồi đi lo liệu việc đến Giang Hải luôn. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã về đến tập đoàn Nhạn Thanh. Nhưng anh vừa dừng xe lại thì đã thấy một chiếc Mercedes-Benz đỗ bên cạnh, hình như đang đợi anh. Dương Thanh nhíu mày, người phụ nữ này lại đến đây làm gì thế? Có thể tìm chỗ nào đó để nói chuyện tử tế không? Dương Thanh vừa xuống xe, Diệp Mạn đã bước tới, nghiêm túc nhìn anh. Rốt cuộc Diệp Mạn cũng bớt phênh váo hơn, giọng điệu rất gượng gạo. Rõ ràng, lần đầu tiên phải chịu thua này khiến bà ta vô cùng khó chịu. Nhưng vì lợi ích của mình, bà ta bắt buộc phải nhân nhượng Dương Thanh. Có gì thì nói luôn ở đây đi. Dương Thanh hờ hững nói. Đương nhiên anh biết người phụ nữ này muốn nói gì, chắc chắn sẽ liên quan tới Tần Thanh Tâm. Diệp Mạn nhíu mày, đang định nổi đóa, bỗng nhớ đến mục đích của mình, lửa giận trong mắt cũng dần lắng xuống. Tôi muốn xin lỗi cậu vì sự kích động lúc trước. Xin lỗi, Diệp Mạn bỗng cúi đầu, xin lỗi Dương Thanh. Hành động này của bà ta nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng khi nghĩ đến việc người phụ nữ này đã giả vờ xin lỗi Tần Thanh Tâm trước đó, sao Dương Thanh có thể tin bà ta đang thật lòng cho được? Tôi cho bà 5 phút, có gì thì nói luôn đi. Dương Thanh giơ tay lên nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói. Diệp Mạn thầm tức giận nhưng vẫn tỏ ra chân thành, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm là con gái tôi hy vọng cậu sẽ giúp tôi khuyên nhủ con bé, để hai mẹ con được nhận nhau. Dương Thanh cười lạnh, Tâm chỉ muốn biết nguyên nhân khiến bà bỏ rơi cô ấy, nhưng bà cũng không chịu nói mà định dẫn cô ấy về nhà họ Diệp luôn, bà có tư cách gì để nhận lại cô ấy. Diệp Mạn nghẹn họng, một lúc lâu sau mới bi thương nói, tôi không muốn nói cho con bé biết vì không muốn tổn thương nó thôi. Dương Thanh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Mạn. Tôi từng là con gái cưng nhà họ Diệp, cũng là viên ngọc quý trên tay bố, nhưng từ khi quen người đàn ông kia, tất cả những thứ đó cũng mất theo. Tôi bị hắn ta lừa, thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ cả gia tộc để đến nơi đất khách quê người với hắn ta. Nhưng khi tôi mang thai, hắn ta lại bỏ đi mà không một lời từ biệt, hoàn toàn biến mất. Vì hắn ta, tôi sẵn sàng từ bỏ hết vinh hoa phú quý để đến chốn thôn quê, nhưng hắn ta lại lừa gạt tình cảm của tôi, bỏ mặc tôi chịu đựng tất cả một mình. Cậu biết khi đó, tôi tuyệt vọng đến mức nào không? Giọng Diệp Mạn ngày càng lớn, cuối cùng điên cuồng khóc giống lên, trên mặt đầm đìa nước mắt. Dương Thanh không biết bà ta đang nói thật hay nói dối, chỉ im lặng nhìn. Nhưng đây không phải thứ khiến tôi tuyệt vọng nhất, cậu biết chuyện gì đáng tuyệt vọng hơn không? Diệp Mạn chợt hỏi, mắt đỏ hoe, như một con dã thú. Lần này, Dương Thanh bỗng cảm thấy bà ta đang nói thật chứ không lừa anh. Bà đang đùa với lửa sau đó đã xảy ra chuyện gì? Dương Thanh hơi không đành lòng hỏi. Vẻ mặt Diệp Mạn dần dần trở nên méo mó, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như tôi sau khi bị người yêu phản bội không thể chịu khổ một mình nuôi con. Cuối cùng tôi bị trầm cảm sau sinh, tâm lý của tôi trở nên vặn vẹo, tôi muốn trả thù bố của đứa bé. Thậm chí có vài lần tôi đã suýt giết chết Tần Thanh Tâm. Nếu không phải hàng xóm phát hiện kịp thời, con bé đã bị tôi ném xuống sông rồi. Nói tới đây, mặt Diệp Mạn ướt đẫm nước mắt. Bà ta gào khóc, vẻ mặt kinh hoàng. Dương Thanh chợt thấy hơi mềm lòng. Anh bỗng nhớ đến chuyện của anh và Tần Thanh Tâm. Lúc đó để trở nên xứng đáng với Tần Thanh Tâm, anh đã ra đi không lời từ biệt, bỏ lại một mình cô gánh vác mọi chuyện, không khác gì chuyện Diệp Mạn. Tần Thanh Tâm mang thai 10 tháng, một mình sinh Tiêu Tiêu ra,
chắc chắn cô đã chịu rất nhiều đau khổ. Tôi biết nếu tôi tiếp tục nuôi Tần Thanh Tâm, rất có thể con bé sẽ bị chính tay tôi giết chết. Vì vậy tôi đã bỏ con bé ở cửa cô nhi viện, tận mắt nhìn con bé được đưa vào trong rồi mới rời đi. Cậu sẽ không biết được nỗi đau của người mẹ suýt nữa đã giết chết và bỏ rơi con gái mình là thế nào đâu. Nhưng đây vẫn chưa phải lúc tôi tuyệt vọng nhất. Tâm trạng của Diệp Mạn bình tĩnh hơn rất nhiều, bà ta lau nước mắt nói tiếp, sau khi vứt bỏ Tần Thanh Tâm, tôi đã trở về nhà họ Diệp. Tôi đã quỳ trước cửa phòng bố tôi hối lỗi suốt một ngày một đêm để xin ông ta tha thứ. Mãi đến ngày hôm sau bố tôi mới chịu gặp tôi. Ông ta có thể tha thứ cho tôi nhưng tôi phải nghe theo yêu cầu của gia tộc, gả vào nhà họ Tề đang phát triển thịnh vượng thời đó. Dù sao tôi cũng bị bỏ rơi rồi, gả cho người khác cũng chả sao. Nhưng sau khi được gả vào nhà họ Tề tôi mới biết mình đã gả cho một người chồng như thế nào. Ông ta như một kẻ điên, mỗi lần uống rượu vào là lại bạo hành tôi. Cậu biết sau đó xảy ra chuyện gì không? Tôi đã cắn răng chịu đựng, âm thầm giúp đỡ ông ta lên nắm quyền nhà họ Tề, sau đó tự tay giết chết ông ta. Diệp Mạn bình tĩnh kể như thể những chuyện này không hề liên quan đến bà ta. Trong lòng Dương Thanh hơi run lên, lần đầu tiên anh thấy thấu hiểu người phụ nữ này. Chắc chắn cậu sẽ không ngờ tới, việc tôi gả cho nhà Tề vốn là âm mưu của bố tôi. Bao gồm việc tôi chiếm đoạt nhà họ Tề cũng đều nằm trong kế hoạch của ông ta. Mãi sau này tôi mới biết. Tôi bị chồng đánh đập là bởi vì bố tôi đã lén nói chuyện của tôi và Viễn Sơn cho chồng tôi biết. Ngay cả người tôi tin tưởng nhất cũng đã bị ông ta mua chuộc từ lâu. Người mà tôi tin tưởng nhất đã không ngừng dụ dỗ tôi, giúp tôi nâng đỡ chồng tôi trở thành chủ nhà họ Tề, sau đó để tôi báo thù rửa hận. Sau này tôi mới biết, đó không phải là thành tựu của tôi. Chẳng qua tôi chỉ là một trong những quân cờ của bố tôi mà thôi. Bởi vì đây là cách duy nhất khiến nhà họ Tề hợp tình hợp lý trở thành gia tộc phụ thuộc nhà họ Diệp. Khuôn mặt Diệp Mạn lại trở nên méo mó, bởi vì tôi kiểm soát nhà họ Tề nên bố tôi mới phải cho tôi một số quyền lợi. Khi quyền lực trong tay tôi càng lớn, tôi càng biết thêm nhiều chuyện dơ bẩn khác. Cho đến khi tôi biết không phải Viễn Sơn vứt bỏ tôi mà sau khi biết tôi có thai, ông ấy đã một mình đến nhà họ Diệp, cố gắng thuyết phục bố tôi cho phép chúng tôi ở bên nhau rồi bị bố tôi giết chết. Cậu biết không, đây mới là lúc tôi tuyệt vọng nhất. Tôi hận Viễn Sơn dòng dã 10 năm, luôn cho rằng ông ấy đã bỏ rơi mẹ con tôi. Nhưng số phận thật nghiệt ngã, để tôi biết được sự thật này. Không phải ông ấy bỏ rơi mẹ con tôi, chỉ vì muốn được bố tôi chúc phúc nên ông ấy đã bị bố tôi giết chết. Rốt cuộc Diệp Mạn không nhịn được nữa, khóc giống lên. Dương Thanh sững sờ, anh có thể cảm nhận được bà ta đang nói thật. Cũng chính vì biết Diệp Mạn nói thật nên anh mới cảm thấy bàng hoàng, khiếp sợ xen lẫn tức giận. Đây chính là những việc dơ bẩn của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sao? Dương Thanh bỗng nhớ lại bản thân mình. Không phải 18 năm trước, lúc anh và mẹ bị đuổi ra khỏi gia tộc, anh cũng đã cảm nhận được sâu sắc sự dơ bẩn đó rồi sao? Dương Thanh, tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Chỉ cậu mới có thể giúp tôi khống chế nhà họ Diệp, giúp tôi thoát khỏi bố tôi. Diệp Mạn bỗng ngẩng đầu, hai mắt ướt đẫm nhìn Dương Thanh, nghiêm túc nói. Dương Thanh có thể cảm nhận được khát vọng quyền lực của Diệp Mạn và cả nỗi hận thù với bố mình. Ngay từ lúc sinh Tần Thanh Tâm ra, số phận của bà ta đã bị chủ nhà họ Diệp khống chế. Bà ta thật sự rất không cam lòng, mà Dương Thanh đúng là cơ hội tốt của bà ta. Tôi chỉ nhìn thấy hận thù trong mắt bà, hoàn toàn không có sự hổ thẹn nào với Tâm. Dương Thanh bỗng nói, đối với bà, Tâm chẳng qua chỉ là một công cụ để trả thù. Có lẽ bà chưa từng quan tâm đứa con gái này, ngược lại còn hận cô ấy. Diệp Mạn nghe vậy cả người bàng hoàng, kích động hét lên, không phải như vậy. Thanh Tâm là con gái của tôi, sao tôi lại hận con bé? Cho dù Diệp Mạn lập tức phủ nhận nhưng Dương Thanh vẫn nhìn ra được. Bởi vì bà vẫn luôn cho rằng, nếu bà không mang thai, bố của Tâm sẽ không đi tìm bố bà, cũng sẽ không bị giết. Những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra. Cừu hận hơn 20 năm đã che mờ mắt bà. Có lẽ bà không muốn giết Tâm nhưng nếu có thể lợi dụng cô ấy để trả thù rửa hận, chắc chắn bà sẽ không bao giờ do dự. Vậy thì tại sao tôi phải giúp bà? Tôi sẽ không nói cho ai biết những chuyện bà đã nói hôm nay, bà đi đi. Dương Thanh bình tĩnh nói. Anh rất thông cảm với những gì bà ta đã trải qua,
nhưng anh không cho phép bất kỳ ai lợi dụng tình cảm của Tần Thanh Tâm để tổn thương cô. Cậu là cái thá gì? Sao cậu dám ngăn cản mẹ con chúng tôi nhận nhau? Sao cậu cho rằng tôi chỉ hận mà không thương Thanh Tâm? Diệp Mạn giận dữ, kích động hét lớn. Dương Thanh híp mắt, lạnh lùng nói, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tổn thương Tâm, mẹ ruột của cô ấy cũng không ngoại lệ. Nếu bà vẫn tiếp tục đến tìm Tâm, đừng trách tôi nói mọi chuyện hôm nay cho bố bà biết. Tôi tin nếu bố bà biết bà muốn trả thù ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không để yên đâu. Giọng nói của Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo, ngập tràn sự uy hiếp. Diệp Mạn đang nóng nảy nghe vậy, cả người lập tức run bần bật, dần bình tĩnh lại. Dương Thanh, dù sao tôi cũng là mẹ ruột của Thanh Tâm, lẽ nào cậu thấy chết không cứu? Nếu lần này tôi không hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc, sợ là sau này tôi sẽ không còn cách nào tiếp cận trung tâm quyền lực của nhà họ Diệp, muốn trả thù sẽ càng khó khăn hơn. Tôi không chỉ muốn trả thù cho bản thân, mà còn vì bố của Thanh Tâm. Cậu là chồng của con bé, lẽ nào việc nhỏ như vậy cậu cũng không chịu giúp sao? Hai mắt Diệp Mạn đỏ hoe, chất vấn Dương Thanh. Dương Thanh thờ ơ nói, đây là ân oán đời trước của các người. Tôi không muốn Tâm phải gánh vác những việc này, bà đi đi. Dương Thanh, cậu đừng ép tôi. Cậu biết đấy, vì trả thù tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Cậu cũng biết rõ Thanh Tâm hiền lành tốt bụng. Nếu tôi nói cho con bé biết sự thật về cái chết của bố nó, cậu nghĩ con bé sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Mạn giận dữ hét lên. Ánh mắt Dương Thanh tối sầm nhìn chằm chằm Diệp Mạn, lạnh lùng nói, bà đang đùa với lửa đấy. Có phải anh biết gì rồi không? Uy hiếp trắng trợn. Mặc dù Dương Thanh rất tức giận nhưng thấy bộ dạng thành thật của Diệp Mạn, lại nghĩ tới Tần Thanh Tâm lại một mình nuôi nấng Tiêu Tiêu ròng rã 4 năm, không khỏi sinh lòng thương hại. Dù sao bà ta vẫn là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm. Giống như lời bà ta nói, nếu Tần Thanh Tâm biết chuyện, cô tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ giúp bà ta trả thù. Dương Thanh chưa kịp đáp lại, Diệp Mạn đã quay người chạy vọt về chiếc Mercedes kia. Vẻ mặt đau khổ vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là sự ác độc tàn nhẫn, hy vọng trước khi trời tối cậu sẽ cho tôi một câu trả lời. Nếu không tôi sẽ nói toàn bộ cho Thanh Tâm biết. Diệp Mạn uy hiếp khiến Dương Thanh rất khó chịu. Bà ta không hề ngu ngốc, biết nắm bắt điểm yếu của anh là Tần Thanh Tâm. Nếu nói sự thật cho Tần Thanh Tâm biết, bà ta không chỉ có thể thôi thúc ý nghĩ trả thù của cô mà còn kéo cô vào cuộc. Tần Thanh Tâm vào cuộc chẳng khác gì Dương Thanh vào cuộc. Chính vì vậy, bà ta mới dám uy hiếp anh. Sau khi chiếc Mercedes rời khỏi, Dương Thanh vẫn đứng đó do dự suy tư. Rốt cuộc mình nên làm cái gì? Một lúc lâu sau, anh mới thở dài một hơi, vẻ mặt đắng chát. Anh thấy trong mắt Diệp Mạn chỉ có sự thù hận. Anh không thấy được tình thương đối với Tần Thanh Tâm. Bà ta chỉ muốn lợi dụng cô để báo thù cho mình. Nếu là người khác, Dương Thanh đã sớm cho bà ta biến mất khỏi cõi đời này. Thế nhưng người phụ nữ này là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm, dù bà ta làm sai cái gì anh cũng không thể làm vậy được. Với sự thấu hiểu của Dương Thanh về Tần Thanh Tâm, dù hiện giờ cô đang tức giận nhưng sớm muộn cũng sẽ nhận người mẹ này. Suốt cả buổi chiều, Dương Thanh đều nghĩ mình nên làm thế nào. Lần đầu tiên anh do dự nhiều như vậy. Sau khi tan làm, Dương Thanh tới tập đoàn Tam Hòa đón Tần Thanh Tâm về nhà. Chồng ơi, bà ta lại tới tìm em. Trên đường tới trường mầm non Lam Thiên, Tần Thanh Tâm đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt đau khổ. Dương Thanh sững sờ, chỉ có thể là Diệp Mạn. Bà ta tìm em làm gì? Dương Thanh vừa lái xe vừa hỏi. Bà ta muốn nhận em, nhưng em từ chối rồi. Khi nói ra câu này, đôi mắt Tần Thanh Tâm rưng rưng nước mắt. Rõ ràng, cô không hề muốn từ chối, cuối cùng vẫn không kìm được bật khóc nức nở nói. Bà ta bỏ rơi em suốt 25 năm, em chỉ muốn nghe sự thật thôi, khó tới vậy sao? Chồng ơi, anh nói tại sao bà ta lại giấu em? Tại sao không thể nói hết cho em biết? Chẳng lẽ bà ta thực sự vì quyền lực nên mới vứt bỏ em sao? Tần Thanh Tâm khóc nấc lên, giọng nói tràn đầy đau lòng và thất vọng, xen lẫn một chút chờ mong. Dương Thanh cảm thấy lòng mình tan nát, nếu Tần Thanh Tâm biết được sự thật, sao cô có thể tiếp nhận nổi? Vì Diệp Mạn mang thai cô, bố ruột của cô mới mạo hiểm tới nhà họ Diệp xin ông chủ Diệp chấp nhận bọn họ, kết quả bị giết thảm. Nếu cô biết tất cả, liệu cô có nghĩ tại mình nên bố mới chết?
Dương Thanh biết cô gái ngốc nghếch này thực sự có khả năng sẽ nghĩ như vậy. Cho nên tuyệt đối không được để cô biết được sự thật. Anh nói xem, rốt cuộc em phải làm gì đây? Tần Thanh Tâm nức nở hỏi. Nội tâm Dương Thanh rằng co kịch liệt, anh không muốn lừa gạt Tần Thanh Tâm, thế nhưng lần này lại không thể không làm vậy. Chắc chắn phải có lý do gì đó bà ta mới không chịu nói cho em biết. Có lẽ sự thật quá tàn nhẫn nên bà ta mới không muốn nói ra. Bây giờ em buồn bực vì bà ta không chịu nói cho em biết tại sao lại vứt bỏ em đúng không? Dương Thanh đỗ xe ở ven đường, nghiêm túc nhìn cô. Tần Thanh Tâm gật đầu đáp, chỉ cần bà ta chịu nói sự thật cho em biết, dù thế nào em cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần bà ta vẫn thương em sẽ đồng ý nhận mẹ. Dương Thanh bàng hoàng nghĩ, anh thật sự phải che giấu sự thật sao? Có phải anh biết gì rồi không? Tần Thanh Tâm bỗng nhìn chằm chằm anh, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bố ruột đã chết. Dương Thanh không hề do dự lắc đầu, không khuyên nhủ gì cả, chỉ nói em cứ nghe theo con tim là được. Dù em lựa chọn thế nào anh cũng sẽ ủng hộ, đây cũng là lựa chọn của anh. Đương nhiên, Dương Thanh không thể nói câu này ra khỏi miệng. Nếu cuối cùng Tần Thanh Tâm lựa chọn nhận lại Diệp Mạn, anh sẽ đồng ý yêu cầu của bà ta. Còn nếu cô không muốn nhận mẹ, anh sẽ từ chối. Trong mắt Tần Thanh Tâm hiện lên tia thất vọng, cô muốn Dương Thanh lựa chọn giúp mình, nhưng anh lại đẩy vấn đề lại cho cô. Thấy Tần Thanh Tâm như vậy, Dương Thanh rất đau lòng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh tiếp tục lái xe đi tới trường mầm non Lam Thiên. Từ lúc đón Tiêu Tiêu đến khi trở về dinh thự Vân Phong, Tần Thanh Tâm không nói một lời nào. Vừa về đến nhà, cô liền chui vào phòng. Bố mẹ cãi nhau ạ. Tiêu Tiêu rúc vào ngực Dương Thanh, lo lắng nhìn về căn phòng của Tần Thanh Tâm, nhỏ giọng hỏi. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, tình cảm của bố mẹ rất tốt, sao có thể cãi nhau được. Bố nói thật chứ, Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Dương Thanh trợn tròn mắt, bất lực nói, con không tin bố sao. Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu, con tin bố mà. Bố ơi, hôm nay cô giáo dạy con vẽ hoa hướng dương. Bố xem tranh con vẽ này. Tiêu Tiêu đột nhiên lấy một tờ giấy vẽ, trên giấy có ba bông hoa hướng dương, mỗi bông đều vẽ mặt cười. Bố nhìn này, bông lớn nhất là bố, nhỏ nhất là con, bông còn lại là mẹ. Bố luôn đứng đầu tiên để che mưa chắn gió, bảo vệ con và mẹ. Thế nên con mới có thể vui vẻ lớn lên. Tiêu Tiêu cười hỏi, bố sẽ mãi ở bên con và mẹ, che mưa chắn gió cho con và mẹ chứ. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tiêu Tiêu, tim Dương Thanh như nhũn ra. Không kìm được ôm chặt cô bé, Tiêu Tiêu nói đúng, bố sẽ ở bên bảo vệ hai mẹ con suốt đời. Tâm trạng tiêu cực tích tụ trong lòng anh đã bị câu nói ngây thơ của Tiêu Tiêu xóa tan. Hiện giờ Tần Thanh Tâm đang phải đối mặt với sóng gió cuộc đời, cần anh che mưa chắn gió giúp cô. Dương Thanh không còn do dự nữa. Anh thơm Tiêu Tiêu một cái rồi quay người về phòng. Anh vừa đẩy cửa ra đã thấy Tần Thanh Tâm đang ngồi trên giường lặng lẽ khóc. Thấy Dương Thanh tới. Cô vội vàng lau nước mắt. Dương Thanh thở dài, đi tới ôm cô từ phía sau, bà ta không hề yêu thương em. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm run lẩy bẩy, đỏ mắt nói, nhất định là anh đã biết được gì đó rồi đúng không? Dương Thanh đáp, bà ta muốn nhận nhau với em chỉ vì muốn chiếm đoạt quyền lực. Nghĩa là sao? Gương mặt của Tần Thanh Tâm trở nên trắng bệch, toàn thân run lên. Không giấu em nữa, ngày đầu tiên bà ta tới Giang Hải đã tìm anh rồi. Bà ta bắt anh rời khỏi em để gán ghép em với người đứng đầu tỉnh Giang Bình, giúp bà ta nâng cao địa vị trong gia tộc. Sau đó bà ta biết anh chính là người đứng đầu tỉnh Giang Bình, bà ta lại đòi anh thuyết phục em nhận mẹ, đồng thời bắt anh phải nghe theo nhà họ Diệp ở Yến Đô. Ngay từ đầu bà ta đã muốn lợi dụng em. Dương Thanh nói ra toàn bộ sự thật, không hề giấu giếm một chút gì. Sắc mặt Tần Thanh Tâm vô cùng nhợt nhạt, cơ thể run rẩy vì đau lòng. Dương Thanh mới nói ra một phần cô đã như vậy, nếu nói toàn bộ cho cô biết, làm sao cô có thể tiếp nhận nổi. Chẳng lẽ bà ta máu lạnh như vậy, trong mắt chỉ có quyền lực thôi sao? Tần Thanh Tâm nghẹn ngào nói, chỉ vì quyền lực có thể vứt bỏ cả con gái ruột, người mẹ như vậy sao có thể yêu thương em? Dương Thanh ôm chặt cô, kiên định đáp, dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn còn anh và Tiêu Tiêu, còn người bố đã nuôi nấng em nên người, còn Tần Y thân thiết với em như chị em ruột. Chồng ơi, anh yên tâm, em có thể chịu được. Tần Thanh Tâm cố nén nước mắt, quyết tâm nói.
cuối cùng nước mắt như viên trân châu trong suốt vẫn lăn dài trên má cô. Dương Thanh không nói gì nữa, chỉ ôm vợ mình thật chặt. Tần Thanh Tâm phải tự mình vượt qua nỗi đau này, điều Dương Thanh có thể làm là cho cô một cái ôm ấm áp. Một lúc sau, cảm xúc của Tần Thanh Tâm mới ổn định lại. Cô chợt hỏi Dương Thanh, anh có biết chuyện về bố ruột của em không? Sắc mặt Dương Thanh lập tức cứng đờ. Chỉ trong giây lát, anh đã khôi phục lại bình thường. Thế nhưng Tần Thanh Tâm vẫn nhìn ra được sự thay đổi ấy. Chắc chắn anh biết chuyện về bố ruột của em, có phải không? Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc ông ấy còn sống hay đã chết? Tần Thanh Tâm bỗng nhiên kích động ôm chặt tay Dương Thanh, lớn tiếng hỏi. Tìm kiếm hợp tác. Chuyện Dương Thanh lo lắng nhất vẫn xảy ra. Lúc quyết định nói sự thật cho Tần Thanh Tâm biết, anh chỉ định nói ra một phần. Anh định giấu giếm mọi chuyện về bố ruột của cô. Ai ngờ Tần Thanh Tâm vẫn hỏi tới. Em chỉ muốn biết bố ruột của mình còn sống hay đã chết. Tần Thanh Tâm nắm chặt cánh tay Dương Thanh, kích động lớn tiếng hỏi. Chết rồi. Dương Thanh không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô, cuối cùng vẫn phải nói ra hai chữ. Hai chữ này tựa như tiếng sấm nổ khiến Tần Thanh Tâm chết sững. Vậy mà cô không tiếp tục truy hỏi chuyện này nữa, chỉ cười châm chọc nói, thực ra em và họ chỉ có quan hệ máu mủ, cũng không có bất kỳ tình cảm nào. Sống chết của bọn họ liên quan gì tới em? Dương Thanh không biết cô thực sự nghĩ như vậy hay chỉ nhất thời nóng giận. Nhưng cô không hỏi tiếp, anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu cô còn hỏi tiếp, Dương Thanh không biết mình có thể tiếp tục giấu giếm sự thật hay không. Chỉ là hiện giờ anh cảm thấy vô cùng áy náy. Dù sao ông ấy cũng là bố ruột của Tần Thanh Tâm, cũng không hề làm sai cái gì. Nhưng vì cô, anh buộc phải giấu giếm sự thật. Chồng ơi, anh ra chơi với Tiêu Tiêu đi, em muốn ở một mình, Tần Thanh Tâm đột nhiên lên tiếng. Dương Thanh gật đầu rời đi. Anh vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng khóc nức nở. Hai. Dương Thanh thở dài bất lực, dù sao cũng là bố ruột, sao cô ấy có thể dễ dàng vượt qua được. Sống hơn 20 năm mới biết mình là con nuôi đã là đả kích quá lớn. Có lẽ lúc đó cô ấy rất chờ mong được gặp lại bố mẹ ruột nhỉ. Nhưng giờ đây một người cố ý tiếp cận cô ấy vì quyền lực, người còn lại đã yên nghỉ từ lâu. Vận mệnh không hề công bằng với cô ấy một chút nào. Dương Thanh đi ra một góc gọi điện thoại, chẳng mấy chốc. Một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu nghĩ kỹ chưa? Tôi có thể đồng ý giữ quan hệ với nhà họ Diệp. Nhưng bà nhất định phải đồng ý với tôi hai chuyện, Dương Thanh lạnh lùng nói. Cậu nói đi. Diệp Mạn cực kỳ kích động. Lần này bà ta tới Giang Hải chính là để xây dựng quan hệ với Dương Thanh. Tuy quá trình hơi lòng vòng nhưng vẫn được coi là hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc. Thứ nhất, tôi chỉ đồng ý giữ quan hệ với nhà họ Diệp. Các người không được nhúng tay vào chuyện của Giang Bình và Nam Dương. Dương Thanh lạnh lùng nói. Dù là nhà họ Hàn, nhà họ Trần hay nhà họ Quan đều là các gia tộc do anh tự tay nâng đỡ. Anh không quan trọng quyền kiểm soát hai tỉnh nhưng không thể ích kỷ phản bội lòng tin của bọn họ. Bất kể nhà nào trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô nắm quyền kiểm soát Giang Bình và Nam Dương đều sẽ gây ra hậu quả rung trời chuyển đất. Đến lúc đó, những gia tộc thân thiết với anh đều sẽ bị thay thế. Vua nào quan nấy, đây chính là hiện thực. Nhà họ Diệp vốn không định nhúng tay vào chuyện của Giang Bình và Nam Dương, chỉ muốn giữ quan hệ tốt với cậu. Tôi đồng ý chuyện này. Diệp Mạn mỉm cười nói tiếp, chuyện thứ hai là gì? Bà không được nói cho Tâm biết chuyện về bố ruột cô ấy, Dương Thanh trầm giọng nói. Diệp Mạn không hề do dự đáp, chuyện này rất nghiêm trọng, nếu bị bố tôi biết được tôi sẽ không thể trả thù, thậm chí còn chết không có chỗ chôn. Tôi bị cậu ép buộc nên mới phải nói ra chuyện này cho cậu biết. Đương nhiên tôi sẽ đồng ý. Bà trở về báo cáo được rồi đấy, Dương Thanh lạnh giọng nói. Dứt lời, anh trực tiếp cúp máy. Để Tần Thanh Tâm không bị liên lụy tới chuyện này, anh chỉ có thể đồng ý hợp tác với Diệp Mạn. Nhưng nhà họ Diệp thực sự có thể từ bỏ lợi ích ở Giang Bình và Nam Dương sao? Trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đã có nhà họ Diệp và nhà họ Hoàng vào cuộc. Ngoài ra còn không ít gia tộc khác ở Yến Đô cũng đang âm thầm hành động. Anh biết quyết định của mình vô cùng quan trọng. Sáng hôm sau, Tần Thanh Tâm rời giường với đôi mắt sưng đỏ. Cảm xúc của cô đã ổn định hơn rất nhiều. Hay là hôm nay em nghỉ một ngày đi? Dương Thanh nhìn đôi mắt sưng đỏ của Tần Thanh Tâm, đau lòng nói.
Tần Thanh Tâm lắc đầu, hiện giờ anh đang rất nổi tiếng, mấy ngày nay công ty sẽ cực kỳ bận rộn. Không đi làm em sẽ không yên tâm. Dương Thanh đánh một trận thành danh. Nhiều gia tộc của hai tỉnh đều đi theo anh, đương nhiên tập đoàn của anh sẽ trở thành đối tượng bị bọn họ tranh nhau hợp tác. Dương Thanh chăm chú nhìn Tần Thanh Tâm, thấy ngoài đôi mắt hơi sưng đỏ trên mặt cô không còn gì khác lạ mới khẽ gật đầu. Anh vẫn đưa Tiêu Tiêu đi học, đưa Tần Thanh Tâm đi làm rồi mới tới tập đoàn Nhãn Thanh như mọi ngày. Dương Thanh vừa bước tới cửa tập đoàn, một ông già mặc vest đi giày da đã đi tới. Xin chào cậu Thanh, tôi có thể làm phiền cậu một chút không? Ông ta cười hỏi, thái độ rất khiêm nhường. Từ lúc xuống xe anh đã chú ý tới ông ta. Ở bất cứ nơi nào, một ông già mặc vest đi giày da vẫn rất hút mắt. Quan trọng là Dương Thanh cảm nhận được khí chất không tầm thường trên người ông ta. Loại người này không giàu sang cũng quyền quý, có lẽ tới từ Yến Đô. Phải rồi, tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Cao, tên Hùng, là quản gia của nhà họ Hoàng ở Yến Đô. Lần này tôi thay mặt ông chủ tới bàn chuyện với cậu Thanh. Cao Hùng mỉm cười nói rõ thân phận và mục đích của mình. Nghe vậy, Dương Thanh không khỏi kinh ngạc, anh đã liên tiếp sỉ nhục hai người thừa kế nhà họ Hoàng trước mặt mọi người. Bây giờ bọn họ lại cho quản gia tới tìm anh, thái độ còn cung kính như vậy. Nếu muốn tôi đầu hàng nhà họ Hoàng thì không có gì để nói cả. Dương Thanh lạnh nhạt nói. Cao Hùng vội vàng lắc đầu, cười đáp, với thực lực của cậu Thanh, sao nhà họ Hoàng dám bắt cậu đầu hàng cơ chứ? Dương Thanh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Cao Hùng nói tiếp, lần này tôi tới để mời cậu Thanh hợp tác một chuyện. Tôi không có hứng thú hợp tác với tám gia đứng đầu Yến Đô. Dương Thanh cau mày nói. Dứt lời, anh quay lưng định vào trong. Nếu là hợp tác có liên quan tới gia tộc Vũ Văn thì sao? Tiếng nói của Cao Hùng vang lên sau lưng anh. Dương Thanh đứng khựng lại, quay lưng nhìn ông ta. Ông ta đang tươi cười nhìn anh. Không dám giấu cậu Thanh, nhà họ Hoàng và gia tộc Vũ Văn vẫn luôn đối đầu nhau. Ông chủ tôi đã bất mãn với gia tộc Vũ Văn từ lâu, nhưng thế lực của bọn họ quá mạnh, rất khó lật đổ. Quan trọng nhất là, nhà họ Hoàng không có cao thủ lợi hại nào. Toàn bộ Yến Đô cũng không có mấy ai đấu lại được cậu Thanh. Tôi cũng biết cậu Thanh luôn ghi hận gia tộc Vũ Văn nhưng không có gia tộc nào khác có thể trợ giúp cậu. Vừa hay chúng tôi đang thiếu cao thủ như cậu Thanh, mà cậu cũng đang thiếu một gia tộc như nhà họ Hoàng chúng tôi để trợ giúp đối phó với gia tộc Vũ Văn. Sao chúng ta không bắt tay nhau? Ông chủ tôi nói chỉ cần cậu Thanh đồng ý, chúng tôi sẽ hết lòng trợ giúp đưa cậu lên làm chủ nhà Vũ Văn. Dường như Cao Hùng hiểu rất rõ thù hận giữa Dương Thanh và gia tộc Vũ Văn. Ông ta không hề nhận ra, sắc mặt của anh đang tối sầm lại. Không biết cậu Thanh có hài lòng với kế hoạch hợp tác này không? Cao Hùng lại cười hỏi. Cút! Dương Thanh đột nhiên quát lớn một tiếng. Cao Hùng sững sờ, không ngờ anh lại từ chối hợp tác. Tôi sẽ lấy mạng của ông. Đúng là Dương Thanh rất hận gia tộc Vũ Văn nhưng sao anh lại phải liên thủ với gia tộc khác để trả thù. Ngày đầu tiên anh trở về Giang Hải từ biên giới phía Bắc, quản gia của gia tộc Vũ Văn đã tới thuyết phục anh về tiếp quản gia tộc. Nếu anh thực sự muốn làm chủ nhà Vũ Văn, anh còn cần phải dùng thủ đoạn gì nữa sao? Đến khi bóng lưng của Dương Thanh hoàn toàn biến mất, Cao Hùng mới giật mình lấy lại tinh thần. Không ngờ cậu ta dám từ chối. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ có thể tự mình đấu lại gia tộc Vũ Văn sao? Cao Hùng nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tối qua sau khi nói kế hoạch cho chủ nhà họ Hoàng biết, ông ta đã chạy suốt đêm tới Giang Hải. Nếu không phải quá muộn, ông ta đã tới tìm Dương Thanh từ đêm qua rồi. Ông ta định lấy lòng Dương Thanh trước rồi dụ dỗ anh hợp tác đối phó gia tộc Vũ Văn, chắc hẳn anh sẽ không từ chối. Đến lúc đó, hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương sẽ thuộc về nhà họ Hoàng. Còn việc liên thủ đối phó gia tộc Vũ Văn chỉ là lời nói gió bay, dù thực sự muốn lật đổ nhà Vũ Văn cũng không phải bây giờ. Ông chủ, kế hoạch thất bại rồi. Cao Hùng lập tức gọi điện báo cho Hoàng Thiên Hành. Lão ta cũng rất kinh ngạc, cả giận nói, thằng nhóc này thật ngông cuồng, chuyển sang kế hoạch thứ hai đi. Hôm qua Cao Hùng không chỉ đưa ra một kế hoạch duy nhất. Vâng. Cao Hùng vội đáp. Ánh mắt tràn đầy ác độc, híp mắt nhìn tòa trụ sở tập đoàn Nhãn Thanh, lạnh lùng nói, rượu mời không uống thì uống rượu phạt đi. Dứt lời, ông ta quay người rời đi. Dương Thanh ngồi ngây người trong phòng chủ tịch suốt buổi sáng, chỉ riêng ký tên cũng phải ký hơn trăm lần.
Mặc dù anh đã chuyển một phần quyền hạn cho người khác nhưng dù sao anh vẫn là chủ tịch, có một số việc bắt buộc phải tự xử lý. Chủ tịch, sắp đến giờ nghỉ trưa, Tần Y đẩy cửa vào, vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Xảy ra chuyện gì à? Dương Thanh hỏi. Có tin nói mảnh đất bên bờ sông Lão Long đã bắt đầu khởi công. Tần Y lo lắng nói, nhà họ Hoàng tung tin nói muốn xây dựng nghĩa trang công cộng lớn nhất Nam Châu ở đó. Chiêu Châu được chia theo phương hướng, gồm 5 khu vực Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu và Trung Châu. 2 tỉnh Giang Bình và Nam Dương đều thuộc Nam Châu. Nếu nhà họ Hoàng xây dựng nghĩa trang công cộng này sẽ tạo ra chấn động cực lớn. Sức ảnh hưởng của nó càng lớn, giá trị của trang viên hoa hồng càng thấp. Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ giá trị của trang viên hoa hồng sụt giảm mà cả tập đoàn Nhạn Thanh cũng bị ảnh hưởng. Dương Thanh cau mày, nhanh tay phết đấy. Đương nhiên anh hiểu tại sao nhà họ Hoàng lại hành động nhanh như vậy. Sáng nay quản gia Cao Hùng của nhà họ Hoàng tìm tới muốn liên thủ với anh đối phó gia tộc Vũ Văn, sao anh không nhìn ra được mục đích thực sự của đối phương là 2 tỉnh Giang Bình và Nam Dương? Muốn ép tôi thỏa hiệp sao? Dương Thanh cười lạnh nói, ánh mắt tràn đầy sát khí. Ý của anh là nhà họ Hoàng cố ý làm vậy sao? Tần Y kinh ngạc hỏi. Dương Thanh không muốn Tần Y dính líu vào, chỉ nói, để anh tự xử lý chuyện này. Em cứ đợi tin của anh đi, anh rể phải cẩn thận đấy. Tần Y lo lắng dặn dò. Dương Thanh mỉm cười gật đầu, yên tâm đi. 3 giờ chiều, một mình Dương Thanh đi tới Cao ốc Trung Ích. Cao ốc Trung Ích là tòa nhà mới xây dựng vào năm ngoài, nằm trong khu quy hoạch đô thị mới, được coi là công trình kiến trúc tiêu biểu của Giang Hải. Công ty hữu hạn Hoàng Hôn Phúc Thọ Viên ở trong này. Đây cũng là công ty xây dựng phụ trách dự án nghĩa trang công cộng ở bờ sông Lão Long lần này, đã bị nhà họ Hoàng mua lại. Tốn 1,5 tỷ mua mảnh đất này để xây biệt thự cũng lỗ nặng chứ đừng nói là xây nghĩa trang công cộng. Để ép Dương Thanh thỏa hiệp, nhà họ Hoàng thật sự bỏ ra rất nhiều công sức. Dương Thanh đi thang máy lên tầng 16. Bên trái thang máy chính là phòng họp của công ty hữu hạn Hoàng Hôn Phúc Thọ Viên. Tôi đợi cậu lâu lắm rồi. Thấy Dương Thanh bước vào, người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí đầu tiên trầm giọng nói. Hiện giờ phòng họp đã kín người. Người vừa lên tiếng chính là người thừa kế nhà họ Hoàng, Hoàng Chính. Đông Tà, cao thủ hàng đầu nhà họ Hoàng đứng sừng sững sau lưng ông ta. Khi trông thấy Dương Thanh, Đông Tà bất giác run rẩy, nghĩ tới hôm qua mình suýt bỏ mạng dưới tay chàng trai trẻ tuổi Tây, lão ta vẫn chưa hết sợ hãi. Ngay dưới bên trái Hoàng Chính là một ông già mặc vest đi giày da, chính là quản gia nhà họ Hoàng mới tới tập đoàn Nhạn Thanh tìm Dương Thanh lúc sáng, Cao Hùng. Về phần những người còn lại, Dương Thanh đều không quen. Cậu Thanh đã quyết định bắt tay với nhà họ Hoàng rồi sao? Cao Hùng híp mắt cười hỏi, ánh mắt khiêu khích. Ông ta muốn nhìn thấy sự hoảng sợ và hối hận trên mặt Dương Thanh. Thế nhưng thật đáng tiếc, Dương Thanh vẫn bình tĩnh không thèm để ý tới ông ta. Bước thẳng tới trước mặt người ngồi đối diện Hoàng Chính, nắm lấy cà vạt của đối phương. Chết tiệt, cậu muốn làm gì? Hoàng Chính sợ hãi hét lên. Quỳnh! Dương Thanh không muốn nói nhảm với loại kiến hôi, ung dung nhấc ông ta lên ném sang một bên. Danh con, đây là văn phòng của công ty thuộc sản nghiệp nhà họ Hoàng, cậu đừng quá đáng. Hoàng Chính nổi giận quát. Dương Thanh đánh người của ông ta ngay trước mặt mọi người, chẳng khác nào đang đánh vào mặt ông ta. Hôm qua Dương Thanh đã tát Hoàng Chính mấy cái ở buổi đấu giá. Đến tận bây giờ mặt ông ta vẫn sưng vù như cái đầu heo. Nếu không phải muốn chứng kiến Dương Thanh trả giá đắt, ông ta đã không xuất hiện ở đây. Có phải ông chê tôi hôm qua đánh chưa đủ mạnh không? Dương Thanh mỉa mai nhìn Hoàng Chính. Sắc mặt ông ta lập tức cứng đờ, đáy mắt hiện lên tia hoảng sợ. Tôi cứ tưởng cậu Thanh nhất định sẽ tới tìm tôi thỏa hiệp. Nhưng hình như cậu đang muốn chống lại chúng tôi. Cao Hùng híp mắt hỏi, không hề e ngại Dương Thanh. Anh khinh thường nhìn ông ta, tôi đang nói chuyện với chủ của ông, con chó như ông chen vào làm gì? Nghe vậy, tất cả đều sợ ngây người. Khốn kiếp, con mẹ nhà mày mau câm miệng lại, mày dám sỉ nhục ông ấy, tin tao đánh mày tàn phế không? Cao Hùng chưa kịp lên tiếng, một tên lãnh đạo công ty bên cạnh đã đứng bật dậy, giơ tay định tát Dương Thanh. Dừng tay. Cao Hùng giống lên định ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Chết mẹ mày đi. Tên lãnh đạo kia vọt tới trước mặt Dương Thanh tát một cái. Bốp. Tiếng động chói tai vang vọng khắp phòng họp.
tên lãnh đạo kia như quả bóng da bị đá lên trời, mấy chiếc răng nhuốm máu đỏ văng ra ngoài. Rầm. Tên lãnh đạo kia ngã lăn ra đất, lập tức hôn mê. Từ đầu tới cuối Dương Thanh vẫn ngồi im chỗ cũ, tựa như kẻ vừa ra tay đánh người không phải anh. Mùa thu ở Giang Hải hơi lạnh lẽo. Một cơn gió thu thổi qua cửa sổ. Mọi người không khỏi rùng mình, sắc mặt khó coi nhìn người trẻ tuổi đang ung dung ngồi. Hôm nay tôi tới chỉ để đòi nợ, không muốn giết người. Đương nhiên nếu có kẻ nào muốn chết thì đừng trách tôi. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, nhìn chằm chằm người đang thấp thỏm ngồi ở vị trí đầu. Đòi nợ gì? Hoàng Chính đứng ngồi không yên, cố giả vờ trấn tĩnh. Ông quên trong buổi đấu giá hôm qua, chính miệng ông đã nói sẽ tặng lại mảnh đất bên bờ sống Lão Long cho tôi vô điều kiện rồi à? Dương Thanh châm chọc hỏi. Hoàng Chính hoảng hốt phủ nhận, tôi nói vậy bao giờ? Cậu đừng nói bậy. Sự thật rành rành, ông Hoàng Chính định trợn mắt nói dối sao? Hôm qua có rất nhiều người ở buổi đấu giá nghe thấy ông hứa sẽ tặng lại miếng đất đó cho tôi đấy. Dương Thanh híp mắt cười, giọng mỉa mai. Nhiệt độ trong phòng họp dường như cũng hạ xuống vài độ. Hoàng Chính đột nhiên nhớ ra gì đó, sợ hãi nhìn anh. Hôm qua Dương Thanh tát ông ta mấy cái liên tiếp, răng đều rơi sạch, cuối cùng không nói nên lời. Dương Thanh hỏi một câu, ông ta ú ớ đáp lại. Sau đó anh tự bịa ra ý nghĩa của mấy tiếng ú ớ này. Chính cậu tự nói vậy. Tôi chưa từng hứa tặng mảnh đất kia cho cậu. Tuy rất sợ hãi nhưng nếu miếng đất này bị Dương Thanh cướp đi, nhà họ Hoàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông ta. Xem ra ông Hoàng Chính định nuốt lời. Dương Thanh chợt đứng lên, cười híp mắt bước từng bước tới chỗ Hoàng Chính, vừa đi vừa nói, đã vậy, tôi đành phải hỏi lại một lần, ông Hoàng có chịu tặng mảnh đất kia cho tôi không? Trong mắt Hoàng Chính chỉ còn lại sợ hãi. Hôm qua Dương Thanh đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn trong lòng ông ta. Theo từng bước chân của Dương Thanh, Hoàng Chính cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung. Cậu đừng qua đây. Hoàng Chính hốt hoảng, toàn thân run rẩy, bỗng nhiên hét lớn, Đông Tà, mau cản cậu ta lại cho tôi. Đông Tà biết mình không phải đối thủ của anh nhưng nhiệm vụ của ông ta là phải bảo vệ Hoàng Chính, dù không đánh lại cũng phải kiên trì xông lên. Ông mà ra tay, tôi sẽ lấy mạng của ông. Dương Thanh lạnh lùng phun ra một câu. Đông Tà đứng khựng lại, do dự hồi lâu. Hôm qua lão ta đã đánh với Dương Thanh một trận, cũng biết rõ sự chênh lệch giữa hai người. Dương Thanh thực sự có năng lực giết lão ta. Người đâu rồi? Đông Tà là cao thủ xếp top 3 của nhà họ Hoàng lại bị Dương Thanh dọa sợ chỉ bằng một câu nói, trơ mắt nhìn anh tới gần Hoàng Chính. Quản gia Cao cứu tôi với. Hoàng Chính sợ hãi gào lên. Bây giờ Đông Tà đã bị dọa sợ không dám nhúc nhích, ông ta chỉ có thể hy vọng vào Cao Hùng. Cao Hùng đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng bật dậy giận dữ quát, nhóc con, cậu muốn chết hả? Cậu dám động vào một sợi tóc của cậu ấy, nhà họ Hoàng nhất định sẽ, ông ta chưa kịp nói hết câu đã vội vàng im bặt. Bởi vì Dương Thanh đã tới trước mặt Hoàng Chính, túm cổ ông ta giơ lên như một con gà con. Sao cậu ta dám? Đám người trong phòng họp đều sợ ngây người. Hoàng Chính là người thừa kế nhà họ Hoàng, chủ nhà họ Hoàng tương lai lại bị một người trẻ tuổi túm cổ nhấc lên. Đây không chỉ đơn giản là khiêu khích, mà là khai chiến. Hoàng Chính điên cuồng giãy giụa giữa không trung, muốn vùng vẫy khỏi tay Dương Thanh nhưng thất bại. Dương Thanh, mau thả Hoàng Chính xuống. Sau vài giây ngơ ngác, Cao Hùng nổi giận giống lên. Cùng lúc đó, cửa phòng họp bị đẩy ra, năm tên đàn ông vạm vỡ ôm súng chạy vọt vào. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu Dương Thanh. Chỉ cần có người ra lệnh, bọn họ sẽ đồng loạt nổ súng. Nhóc con, còn không mau thả Hoàng Chính ra. Cao Hùng quát lớn, ánh mắt lóe lên sát khí. Với nhà họ Hoàng, thứ gì không đạt được thả tiêu diệt còn hơn. Nhà họ Hoàng vốn định lợi dụng Dương Thanh nắm quyền kiểm soát hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, đồng thời giật dây anh đối phó gia tộc Vũ Văn. Hiện giờ xem ra, Dương Thanh không chịu thỏa hiệp. Vậy thì chỉ có thể tiêu diệt anh. Rốt cuộc Dương Thanh cũng chịu thả tay, Hoàng Chính rơi phịch xuống dưới đất. Ông ta không muốn trải qua cảm giác kề cận cái chết như vừa rồi nữa. Không phải vừa nãy cậu ngông cuồng lắm sao? Đến cả người thừa kế nhà họ Hoàng cũng muốn giết mà, tiếp tục đi. Cao Hùng đắc ý nói. Thấy Dương Thanh thả Hoàng Chính ra, ông ta tưởng anh thực sự bị năm họng súng kia dọa sợ.
những người còn lại đều cười lạnh nhìn anh. Một thằng danh có chút thực lực mà tưởng mình giỏi lắm. Đối đầu với nhà họ Hoàng chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Không biết tại sao Đông Tà cảm thấy rất bất an. Đương nhiên không phải lo lắng cho Dương Thanh, mà là vì lo lắng cho người nhà họ Hoàng. Thực lực của lão ta rất mạnh, cũng biết nhiều hơn người khác. Trên đời này vẫn có nhiều cao thủ mạnh không tưởng, nghe nói chỉ cần bọn họ nổi giận, máu sẽ chảy thành sông. Súng đạn không thể gây tổn hại đến họ, đến cả Đông Tà cũng không nhìn ra được thực lực của Dương Thanh ở cấp độ nào. Nhưng mọi người đều phải thất vọng, dù bị 5 khẩu súng đồng loạt chĩa vào, Dương Thanh vẫn chẳng hề e sợ. Anh còn nở nụ cười châm chọc như đang giễu cợt họ. Thằng nhóc kia mày cười cái gì? Mày nghĩ bị nhiều khẩu súng nhắm vào ở khoảng cách gần như vậy, mày vẫn còn đường sống sao? Hôm nay mày hãy triệu tập toàn bộ các gia tộc đứng đầu hai tỉnh, ra lệnh từ này về sau phải nghe theo nhà họ Hoàng bọn tao. Thấy Dương Thanh mỉm cười, Cao Hùng thẹn quá hóa giận hét ầm lên. Các người nghĩ mấy miếng sắt vụn này làm gì được tôi? Dương Thanh híp mắt, nhếch môi cười, đám người Hoàng chính thấy vậy, vô thức rợn tóc gáy. Mấy miếng sắt phụ. Cao Hùng bị lời nói của anh chọc cười, dữ tợn nói, mày đã nói thứ vũ khí có thể lấy mạng mày trong nháy mắt là sắt vụn thì để tao xem mày có thể kiên trì dưới đống sắt vụn này trong bao lâu. Bắn đi, Cao Hùng lập tức ra lệnh. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng nổ vang dội, họng súng tỏa khói mù mịt. Giây phút tiếng súng vang lên, cảnh tượng trước mặt đều khiến mọi người kinh hãi. Bóng dáng Dương Thanh đột nhiên biến mất. Người đâu rồi? Cao Hùng hoảng sợ hỏi. Tôi cho phép chưa? Không chỉ mình ông ta, đám người còn lại cũng thấy lạnh sống lưng như đang gặp quỷ. Bị 5 khẩu súng nhắm vào ở khoảng cách cực gần, Dương Thanh đang sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ lại biến mất. Sao có thể như vậy được? Bịch bịch bịch. Trong lúc mọi người đang tìm kiếm bóng dáng của anh, cảnh tượng khủng khiếp xảy ra. 5 tay súng đồng loạt bị đá bay ra ngoài. Tất cả đều thấy hoa cả mắt. Rầm. Đến khi tên cuối cùng ngã xuống, bọn họ mới kịp phản ứng lại. Chỗ 5 tay súng vừa đứng xuất hiện một bóng người trẻ tuổi đang chống tay đứng lên, ánh mắt nghiền ngẫm. Dưới chân anh là một đống sắt vụn. Hiện giờ anh đang nghịch một khẩu súng câu màu đen. Răng rắc. Khẩu súng kim loại vô cùng cứng rắn kia bị anh vo thành một đống sắt vụn như tờ giấy rồi ném xuống đất. 5 tay súng vừa dí súng vào đầu anh đều nằm sóng xoài trên mặt đất, không biết sống chết thế nào. Sao, sao lại như vậy? Cao Hùng khó nhọc nuốt nước bọt, sợ hãi lẩm bẩm. Ông ta sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể tránh được súng đạn. Rốt cuộc nhà họ Hoàng đã đắc tội ác ma khủng bố gì vậy? Đông Tà đứng im tại chỗ trợn tròn mắt, kích động nhìn chằm chằm chàng trai trẻ kia, cậu là cao thủ cấp tông sư hóa kình. Đối với lão ta, tông sư là cấp bậc cao thủ trong truyền thuyết. Sư phụ của lão ta từng nói trên đời này có một số cao thủ có thực lực mạnh mẽ vượt qua cả cực hạn. Bọn họ có thể bay trên mái nhà, đi trên mặt nước, cũng có thể tránh được súng đạn. Để trở thành tông sư hóa kình, sư phụ đã tìm cách đột phá cấp bậc suốt cả một đời, đến tận lúc chết vẫn không thể trở thành tông sư. Lão ta không ngờ mình lại được tận mắt nhìn thấy một cao thủ cấp tông sư hóa kình. Đối phương còn chưa tới 30 tuổi. Lão ta chợt cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cộp cộp cộp. Dương Thanh đột nhiên cất bước đi tới chỗ Hoàng chính. Mỗi bước đi của anh như dẫm thẳng xuống trái tim ông ta. Cậu đừng tới đây. Đừng tới đây mà. Hoàng chính đã sụi lơ trên mặt đất, giọng nói run rẩy. Vừa nói vừa vùng vẫy lùi về phía sau. Ông Hoàng chính, bây giờ ông còn nhớ hôm qua đã hứa tặng tôi mảnh đất bên bờ sông Lão Long không? Hoàng chính bị ép đến góc tường. Dương Thanh mới dừng bước, nhìn xuống hỏi. Còn, tôi đã hứa tặng mảnh đất kia cho cậu. Hoàng chính nào dám nói không, liên tục thừa nhận. Dương Thanh nhếch môi cười châm chọc, nếu ông nói ra sớm một chút thì đã không tới mức này. Cậu Thanh nói rất đúng, tại tôi không biết tốt xấu. Bây giờ tôi lập tức cho người làm hợp đồng tặng cho cậu mảnh đất kia không điều kiện. Hoàng chính đã sợ hết hồn. Chẳng mấy chốc. Một tên lãnh đạo nơm nớp lo sợ mang một bộ hợp đồng tới. Dương Thanh liếc mắt xem qua, những phần quan trọng đều không có vấn đề. Anh mới mỉm cười ký tên lên đó. Vậy thì xin cảm ơn ông Hoàng chính, Dương Thanh cười nói. Cậu muốn mảnh đất kia, tôi đã cho cậu rồi.
Sau này tôi không dám tới Giang Hải nữa, bây giờ tôi sẽ ra sân bay rời khỏi đây mãi mãi. Hoàng Chính vội nói, hiện giờ ông ta chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này. Dương Thanh cũng không ngăn cản, thả Hoàng Chính rời đi. Cậu Thanh, tôi cũng thề không trở lại Giang Hải nữa. Tạm biệt, Cao Hùng cũng bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa. Tôi cho phép ông đi chưa? Cao Hùng vừa đi tới cửa, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Nghe vậy, ông ta run lẩy bẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.